chương 441, trương giáo y bạn gái của ta chân của nàng không sao chứ. Nhìn thấy tần tiểu ngư vương ra cánh tay, hướng về chính mình nói ôm một cái hai chữ thời điểm, Trần Khải bất đắc dĩ nở nụ cười, nghĩ thầm, cái này đều đã đến lúc nào rồi, cá con nàng chân đều uy, cũng không quên ôm một cái ôm. Tần tiểu ngư không hổ là cái tiếp cận nhân tinh A. Thời điểm trước kia liền đã vô cùng tiếp cận người, bây giờ xác định quan hệ, đoán chừng lui về phía sau có hắn dễ chịu hơn. Bất quá nói thật, ở kiếp trước hắn có lẽ sẽ ưa thích loại kia tương phản tính cách, nhưng lão đảo nhiều năm như vậy, tại giới kinh doanh sờ soạn lần mò nếm tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, hắn bây giờ là càng ngày càng cảm thấy, vẫn là tầng tiểu ngư loại này tiếp cận người để người bên trên. Thậm chí ngươi có thể tại mấy năm sau này video ngắn phía trên, bao quát các đại anime các loại trên internet mặt, chỉ cần là nhân vật nữ chính nhiệt tình một điểm, hoặc ngọc một điểm. Trên cơ bản công bình thường mưa đạn cùng khu bình luận nhắn lại, thống nhất đội hình họa phong là như vậy. Đây là gì yêu nhau phim khoa học viễn tưởng. Harry Potter nhìn đều phải lắc đầu, đây mới thật sự là khoa huyễn A. Hồi tưởng lại ở kiếp trước video ngắn trên bình đài, những cái kia mưa đạn họa phong thời điểm, Trần Khải liền không nhịn được nở nụ cười. Bất quá bây giờ lúc nói điều này, cá con chân đau đến, hắn bây giờ phải nhanh ôm cá con đi phòng y tế. Tốt tốt tốt, ôm một cái ôm một cái. Tần Tiểu Ngư duỗi ra cánh tay, tiếp đó ôm vào Trần Khải trên cổ, Trần Khải một cái tay nâng Tần Tiểu Ngư cánh tay, một cái tay ôm Tần Tiểu Ngư chân, liền trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị đi phòng cứu thương bởi vì hắn đã đem áo khoác của mình cởi ra, đặt ở tầng tiểu ngư trên thân. Cho nên cho dù mặc váy, cũng không cần lo lắng đi hết vấn đề. Nói đùa, bạn gái mình mặc váy cũng không thể đi hết, hắn không có khả năng để người khác nhìn, muốn nhìn cũng là chính hắn một người nhìn, ăn một mình. Trần Khải ôm tầng tiểu ngư trực tiếp đi ra vũ đạo phòng học, chờ tại chỗ trần tử trắc bọn hắn mấy ca. Còn có chu lệ lệ bội bội mấy nữ sinh, mọi người cũng đều rối rít nói, chúng ta cũng đi theo qua xem một chút đi, xem cá con có nặng lắm không, có sao không ai đều tại ta biết rõ vừa mới các con không quan tâm nên đánh cái báo cáo hô một chút ngừng đều tại ta đều tại ta ta nếu là nhắc nhở đúng chỗ mà nói các con cũng không đến nổi trẹo chân a à, chu lệ lệ rất tự trách nói bên cạnh bội bội tại chu lệ trên bờ vai vỗ vỗ tiếp đó an ủi lệ lệ ngươi đừng nói như vậy loại chuyện này ai có thể lường trước nhận được a à, đây chỉ là một ngoài ý muốn bất quá nên vấn đề không lớn ta trước đó cũng đi qua chân chỉ cần không có kéo thương hoặc sưng lên tới liền vấn đề không lớn bất quá chúng ta vẫn là qua xem một chút đi, ân, ừ, một khối đi qua nhìn một chút. Trần Tử Trác bọn hắn mấy ca cũng lập tức nói, mấy ca, một khối đi qua nhìn một chút có gì cần hỗ trợ đều tích cực một chút. cái này còn cần ngươi nói, đây chính là ta lão đại, đây chính là ta tương lai tẩu tử a. nhắc nhở một chút, không phải tương lai, đi theo Trần Thải cùng nhau đi phòng y tế trên đường, nghe được mấy người bọn hắn lời nói, Chu Lệ Lệ ở bên cạnh đặc biệt nhắc nhở một chút. có ý tứ gì? Trần Tử Trác bọn hắn gương mặt mộng bức kém chút chưa kịp phản ứng. Nghĩ thầm, lệ lệ lời này có ý tứ gì? Cái gì gọi là không phải tương lai? Chẳng lẽ lão đại cùng tổ tử đã xác lập quan hệ? Thật hay giả, bọn hắn cũng tại cùng nhau. Cái này lúc nào chuyện a? À? Tử Trác, ngươi biết việc này không? Ta nói vừa mới chúng ta lão đại đưa ra muốn cổng tổ tử đi phòng y tế thời điểm, tổ tử tại sao đột nhiên nói ôm một cái? Hơn nữa hô hai chữ này thời điểm, nhìn chúng ta lão đại ánh mắt đều trở nên có điểm không đúng cái kia nơi nào giống như là huynh đệ a à, rõ ràng là bạn gái cùng bạn trai nũng niệu loại kia ánh mắt ấy các ngươi thạo a à. nói giống như ngươi nói yêu đương tựa như ta là chưa từng yêu đương nhưng chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao thần tượng kịch không phải đều là diễn như vậy sao bất quá tổ tử tính cách phóng khoáng như vậy phụng thiên người đi cạc cạc ngay thẳng bất quá vừa vặn nhìn chúng ta lão đại ánh mắt còn có cái thanh âm kia mang theo tiếng khóc nức nở ta thiên ta lão đại là thật là biết nhẫn nại a à cái này muốn đổi thành là ta mà nói nếu là bạn gái của ta duỗi ra cánh tay tìm ta muốn ôm một cái mà lại nói lời nói âm thanh còn làm bộ khóc thúc thiếp ta cảm giác ta tâm đều muốn bị hòa tan hơn nữa cùng chúng ta tẩu tử bình thường tính cách thái độ khác thường đây không phải nam nữ bằng hữu là cái gì khá lắm chúng ta lão đại cùng tẩu tử đây là lúc nào tốt hơn chúng ta tình báo này không được a à? mỗi ngày cùng lão đại tại một khối lên lớp vẫn ngồi ở một khối vậy mà đều không có phát hiện một điểm manh mối đều không nhìn ra chúng ta huynh đệ này làm thật là không đủ xứng chức. Đi, chớ ép bức lẩm bẩm, trước tiên theo tới xem tẩu tử có sao không. Nếu là có chuyện, việc này đều phải ỷ lại ngươi thách Tiểu Long cùng Thạch Hàng nhìn xem Trần Tử Trác nói. Nếu không phải là ngươi chủ động nói ra, muốn theo lão đại một khối tới vũ đạo phòng học, nói không chừng cũng sẽ không có một màn như thế. Người đều nói, chạm vạn tối hơn 6 giờ mới tập luyện xong đâu, ngươi bây giờ dựa sát cấp bách tới. Mặc dù chuyện này, cũng không trách được Trần Tử Trác, bất quá nghe bọn hắn hai anh em kiểu nói này, vẫn cảm thấy rất ấy nấy. Ta thật đáng chết a. À. Trần Tử Trác trong lòng tự trách vô cùng, tẩu tử không có việc gì ngược lại là còn tốt, nếu thật là đau chân, đau trước mấy ngày mà nói, cái kia còn không phải cạc cạc cho mình hai đại vả miệng. Bọn hắn điều này đối thoại, Trần Khải không có nghe được, Tần Tiểu Ngư cũng không có nghe được. Nhưng không thể không nói, cái này mấy ca vẫn là rất đủ ý tứ, đến cùng là cùng một cái nhà trọ thân huynh đệ. Ít nhất không phải loại kia mặt ngoài huynh đệ, xảy ra chuyện liền đến chỗ liếc trách nhiệm, đó là thật không đi thật không có thế chỗ. Trần Khải ôm Tần Tiểu Ngư, đi tới trường học phòng y tế về sau, liền trực tiếp đem cá con bỏ vào phòng y tế trên giường. Tiếp đó đối với phòng y tế Trương Giáo Y nói, Trương Giáo Y, ngượng ngùng, làm phiền ngươi giúp ta nhìn một chút, bạn gái của ta cướp như thế nào? Thế nào? Trẹo chân sao, hảo ta xem một chút. Trần Khải vừa mới câu nói này, Tần Tiểu Ngư nghe xong về sau, trong nội tâm vô cùng vô cùng, vô cùng vui vẻ, kỳ thực vừa mới cũng chỉ là uy rồi một lần, lúc đó đúng là có đau một chút, bất quá bị hắn ôm lấy như vậy đi tới phòng y tế bên này, đoạn đường này đi tới. Mấy phút thời gian xuống, trên cơ bản đã không có vừa rồi đau đớn như vậy. Cảm giác tốt hơn nhiều, không có kéo thương cũng không sưng. Bất quá tần tiểu ngư trong nội tâm vẫn là rất vui vẻ, vì cái gì bạn gái ba chữ, từ trong miệng hắn mặt nói ra, cứ như vậy em tai đâu. Hắn trước đó cũng là bảo ta tần tiểu ngư, nhưng là bây giờ, ta là bạn gái của hắn. Vừa mới cùng trương giáo y giới thiệu ta thời điểm, không phải dùng tần tiểu ngư, cũng không phải dùng nàng, mà là dùng bạn gái ba chữ này để gọi. Hi hi hi, mặc dù trẹo chân có chút đau, nhưng mà, đột nhiên rất vui vẻ là chuyện gì xảy ra. Cái này làm ta đều nghĩ lại uy một lần chân. Mặc dù yêu cầu này có chút cái kia, bất quá tần tiểu ngư thật là muốn như vậy, nếu là ngày nào lại uy đến một lần chân mà nói, chẳng phải lại có thể nhìn thấy lão Trần quan tâm như vậy, khẩn trương nét mặt của mình cùng phản ứng sao. Giáo y tại bên cạnh tần tiểu ngư ngồi xuống. Trương giáo y năm nay 40 tuổi, tại trình độ chuyên nghiệp phương diện này vẫn là rất có thể đầu tóc ngắn sấy lấy cuốn, đàn bà trung niên hình tượng, cùng Trần Khải hắn lão mụ một cái niên kỹ. Đem giày thoát, đem bít tất thoát, ta xem một chút xương cốt có hay không trật khớp, ở đây đâu, có đau hay không. Giáo y bóp một cái tầng tiểu ngư mắt cá chân bộ phận, nhìn xem tầng tiểu ngư hỏi. Tầng tiểu ngư không biết mình nên như thế nào trả lời, kỳ thực hiện tại đã không thể nào đau, nhưng nếu quả như thật nói không đau mà nói, vậy không phải tương đương với sợ bóng sợ gió một hồi, thật vất vả nhìn thấy lão trần thẩn trương như vậy chính mình, đau lòng như vậy bộ dáng của mình, chính mình rất ưa thích. Có chút không nở. Trước tiên đem giày cùng bít tất thoát, ta xem trước một chút. Hảo Tần Tiểu Ngư gật đầu một cái, đang muốn cởi giày thời điểm, Trần Khải liền ngồi vào bên giường, tiếp đó giúp Tần Tiểu Ngư đem giày cùng bít tất đều thoát, lộ ra Tần Tiểu Ngư bạch bạch nộn nộn tiểu diêu. Trương Giáo Y, ngươi nhìn một chút bạn gái của ta cứ có hay không trật khớp, có nghiêm trọng không? Nếu như nghiêm trọng, có cần hay không chụp ảnh, xem có hay không làm bị thương xương cốt, hoặc có cần hay không làm tiêu tan sưng cái gì, bất quá nhìn giống như không có sưng, nhưng bây giờ không có việc gì, khó đảm bảo kế tiếp sẽ không sưng lên tới, người tốt nhất nhìn một chút, Trần Khải nói. Trương giáo y gật đầu một cái. Nàng đưa tay ra, tại tầng tiểu ngư mắt cá chân bộ phận nhéo nhéo, xem đi xem lại, cảm giác giống như vấn đề không phải rất nghiêm trọng dáng vẻ. Mà lúc này đây, Trần Tử trắc bọn hắn mấy ca, còn có Chu Lệ Lệ bội bội cũng đều đi theo, đi tới phòng y tế. Đi vào phòng y tế về sau. Chu Lệ Lệ lập tức mở miệng nói ra, như thế nào cá con, có nghiêm trọng không? so với vừa rồi đau dữ dội sao ai thực sự là ngượng ngùng cá con vừa mới ta biết rất rõ ràng ngươi đang thất thần ta vẫn không có thật tốt nhắc nhở đến ngươi ta biết rõ khiêu vũ tập luyện thời điểm muôn ngàn lần không thể phân tâm bằng không thì cũng rất dễ dàng trật khớp đều tại ta đều là sai của ta chu lệ lệ vô cùng tự trách nói hơn nữa còn cùng trần khải nói thật xin lỗi trần khải thật xin lỗi ta thật sự là tần tiểu ngư liền vội vàng giải thích ai nha lệ lệ ngươi làm sao nha này làm sao có thể trách ngươi đâu cũng là chính ta ngươi cũng nhắc nhở qua ta để cho ta chuyên tâm một điểm tập trung vào đừng phân tâm là chính ta không cẩn thận trật khớp không trách ngươi không trách ngươi bội bội nhìn xem trương giáo y hỏi trương giáo y bằng hữu của ta không có sao chứ trương giáo y nàng trả lời ta vừa mới nhìn một chút cảm giác vấn đề không lớn không có trật khớp xương cốt nhìn giống như không nghiêm trọng dáng vẻ không có việc gì cũng không cần mở cái gì thuốc cũng không cần đến cái gì chấn thương thủy nghỉ ngơi một chút thì không có sao va va chạm chạm rất bình thường chúng ta người thân thể không có các ngươi nghĩ yếu ớt như vậy lại thêm các ngươi đang trẻ tuổi không có việc gì không có việc gì ta đây liền rất yên tâm cá con ngươi vừa mới làm ta sợ muốn chết tần tiểu ngư đột nhiên không vui vốn là vừa mới trẹo chân đau là rất đau nhưng vui vẻ cũng là thật sự rất vui vẻ như vậy chính mình có phải hay không không cần đi đường lão trần hắn có hay không có thể ôm về nhà mình đâu bị hắn ôm thật sự rất có cảm giác an toàn rất thích bị hắn ôm a à. đáng tiếc chân của mình thế mà không có việc gì tại sao có thể như vậy chứ? Ta cao hứng hụt. Tần Tiểu Ngư nói, Lão Trần, mặc dù bác sĩ nói chân của ta không có việc gì, bất quá ta bây giờ còn có một chút đau, chính mình không có cách nào đi, cho nên ngươi có phải hay không có thể dìu lấy ta? Đương nhiên ngươi muốn ông ta mà nói, ta cũng không để ý. Tấu chương xong. Chương 442, cái này yêu thối vị chua các độc thân chó tập thể hỏng mất. Tần Tiểu Ngư thốt ra lời này, trong nháy mắt liền bại lộ trong lòng mình điểm tiểu tâm tư kia, Trần Khải trong nháy mắt liền đã hiểu, xem ra cá con thật sự không có việc gì chẳng qua là muốn cho tự mình ôm ôm một cái nàng có thế có cái gì ý đồ xấu đâu nàng chỉ là muốn ôm một cái a à. trần khải vừa cười vừa nói tốt 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 không có việc gì là được vậy ngươi muốn hay không ở đây hơi nghỉ ngơi một hồi tần tiểu ngư lắc đầu không cần không cần chúng ta về nhà đi bụng ta đói bụng đến ăn cơm tối thời gian hơn nữa ta hôm nay lúc chiều cùng mẹ ta trò chuyện đôi câu thiên ta đáp ứng buổi tối hôm nay muốn cùng mụ mụ thông video đi thôi chúng ta đi về nhà a à. người nói muốn ôm một cái tần tiểu ngư ngồi ở phòng y tế trên giường đưa tay ra một lần nữa muốn ôm một cái mặc dù chu lệ lệ cùng bội bội cùng tần tiểu ngư làm cùng một cái phòng ngủ bạn cùng phòng thời gian không phải rất dài bởi vì đại học khai giảng đại gia tại một cái phòng ngủ không bao lâu các con liền dọn ra ngoài cùng trần khải ở chung cho nên tại ở chung thời gian không dài nhưng mỗi ngày đều ở cùng một chỗ khi đi học cũng đều là làm bạn cùng bàn tan học cùng bí mật cũng thường nói chuyện phím quan hệ cũng càng ngày càng tốt cho nên vẫn là hiểu rất rõ tần tiểu ngư biết tần tiểu ngư tính cách tùy tiện bí mật cũng thảo luận qua các con tính cách này nếu như nếu là tương lai nói yêu thương mà nói hẳn là sẽ siêu cấp tiếp cận người a à. nhưng cũng thật sự không nghĩ tới thế mà tiếp cận người đến loại trình độ này vừa mới trẹo chân coi như vấn đề không phải rất nghiêm trọng cũng không đến nỗi như vậy đi tại phòng y tế đều không quên công khai vung thức ăn cho chó sao đây cũng quá chuồn a à, cảm giác chúng ta mấy cái con mắt đều nhanh muốn lóe mù các con như thế nào lấy oán trả ơn đâu thiệt thòi chúng ta vừa mới khẩn trương muốn chết, hơn nữa lệ lệ còn tự trách một đường, kết quả ngươi cứ như vậy đối với chúng ta. Chúng ta là một đám độc thân cậu A, độc thân cậu A. Xem các ngươi hai cái ở đây diễn ân ái, lại là ôm một cái lại là gì, không cảm thấy dạng này có chút quá đáng đi. Ngươi ngược lại là không bị thương, nhưng chúng ta bị thương A. Tâm linh thương, đau quá đau. Nhìn thấy chu lệ lệ cùng bội bội khoa trương phản ứng. Tần tiểu ngư cười hì hì, nhưng mà xem thường, vậy làm sao, các ngươi không có bạn trai, ta có bạn trai, ta không thể để cho bạn trai ta ôm ta sao? Nhanh lên nhanh lên, lão Trần, ngươi còn đứng ngay đó làm gì nha? Ngươi như thế nào không ôm ta đây? Ta cánh tay cử đi đã nửa ngày, rất mệt mỏi có hay không hảo? Trần Khải bất đắc dĩ nở nụ cười, tiếp đó lần nữa ôm lấy Tần Tiểu Ngư, áo khoác của hắn tại trên hông Tần Tiểu Ngư che kín, cái mông váy bị Trần Khải tay kéo lấy, miễn cho tiêu nhiễu xuống. Ngược lại bị hắn che phủ là nghiêm nghiêm thật thật, đi hết không được một điểm. Không thể không nói, Tần Tiểu Ngư bình thường mặc quần áo phong cách mặc dù cũng là loại trắng đó ngắn tay quần dinh xuyên dựng phong cách, bất quá mặc váy hay là thật rất đẹp. Chân thật sự dễ nhìn, đúng, cái này phòng y tế tường thật sự trắng A. À. Đương nhiên, Trần Khải trong lòng đang suy nghĩ gì người khác tự nhiên là không biết. Bất quá, nếu như Trần Tử Trác bọn hắn mấy ca có thể nghe được tiếng lòng của hắn lời nói, đoán chừng sẽ tại chỗ tới một câu, lão đại ngươi tốt nhất nói là phòng y tế tường. Ông lấy tầng tiểu ngư về sau, đại gia cùng phòng y tế trương giáo y lên tiếng chào hỏi, một giọng nói bái bai, tiếp đó liền cùng đi ra phòng y tế, đi ra phía ngoài. Đại gia đi ở bên cạnh Trần Khải, Tần Tiểu Ngư bị hắn ôm, không biết vì cái gì, nàng rất ưa thích loại cảm giác này. Cảm giác rất bị cưng chiều bộ dáng, trước đó cùng lão Trần làm huynh đệ thời điểm, hắn còn không có đối xử như thế qua chính mình đâu. Nhớ kỹ cao trung lúc ấy thời điểm, chân của mình trật khớp, cầu hắn nửa ngày hắn mới bằng lòng cổng mình. Nhưng hôm nay không giống nhau, chính mình mới mở miệng, hắn lập tức liền ôm chính mình đi phòng cứu thương hơn nữa nhìn đến chính mình ngã xuống đất bị trặc chân hắn còn khẩn trương như vậy qua wow, đây chính là bạn gái đãi ngộ sao cùng huynh đệ thật sự không giống nhau thật sự là quá không giống nhau đột nhiên bắt đầu có chút hối hận sớm biết làm lão trần bạn gái có thể bị hắn sủng như vậy ta nên sớm một chút cùng hắn thổ lộ cùng lắm thì mặt giày mày dạng đuổi ngược hắn đúng chính là mặt giày mày dạng hắn cự tuyệt ta ta cũng truy hắn nhất thiết phải đuổi tới hắn bất quá bây giờ cũng không muộn ta đây đã là bạn gái của hắn rồi mà bạn gái của hắn là ta tần tiểu ngư hi 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 tần tiểu ngư trong lòng lẩm bẩm cái này ngốc ngốc tay mơ thật sự vui vẻ a à, bình thường mặc dù chính là một cái quả vui vẻ nhưng cũng không có hân phấn như vậy vui vẻ qua trước đây thời điểm ta cầu lão trần nửa ngày hắn thật vất vả đã đáp ứng năm thời điểm muốn dẫn ta về nhà ta vốn còn nghĩ chờ năm nay lúc sau tết ta hẳn là sẽ lấy lão trần hắn nữ huynh đệ thân phận đi nhà bọn hắn ăn tết cùng hắn ba ba mụ mụ một khối qua đêm ba mươi một khối ăn cơm tất niên một khối hưởng thụ nhà bọn hắn ăn tết không khí. nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ta bây giờ đã là bạn gái của hắn rồi. như vậy nói cách khác, ta năm nay lúc sau tết có thể lấy bạn gái hắn thân phận đi nhà bọn hắn qua tết. ha 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 ha, thật vui vẻ nha. vì chú vốn là rất thích ta, nếu là biết ta bây giờ cùng lão trần cũng tại cùng nhau, ta đã là bạn gái của hắn, a di có thể hay không càng ưa thích ta? nhất định sẽ, nhất định sẽ nhất định sẽ. tần tiểu ngư chỉ là dùng nghĩ liền đã nhanh cười ra nga tiếng kêu thế nào các con ngươi êm đẹp cười cái gì nghĩ gì đây trần khải ôm tần tiểu ngư mới vừa từ phòng y tế đi tới liền thấy tần tiểu ngư chính mình không hiểu thấu liền cười hơn nữa còn cười ra nga tiếng kêu hắn nhìn xem bị tự mình ôm trong ngực tần tiểu ngư hỏi ta hoài nghi vừa mới tại vũ đạo phòng học thời điểm ngươi trật khớp không phải chân mà là đầu của ngươi êm đẹp phát cái gì cười cái này khiến hắn nhớ tới bản của tam quốc bên trong lời kịch kinh điển thừa tướng cớ gì bật cười cái kia đoạn ngắn tại mấy năm về sau video ngắn phía trên bị làm thành quỹ xúc video cũng là thật sự rất khôi hài đặc biệt hỏa tần tiểu ngư cười hì hì không có a à, ta vừa mới không cười a à, được rồi chúng ta nhanh về nhà a à. bạn gái của ngươi hôm nay luyện một buổi chiều vũ đạo bụng đều nhanh muốn đói dẹp bụng vừa mới còn trật chân ta bây giờ thế nhưng là thương binh buổi tối nhất thiết phải đút ta ăn đồ ăn ngon ta muốn có một bữa cơm no đủ hơn nữa hôm nay là chúng ta chính thức ở chung với nhau thời gian vậy chúng ta buổi tối có phải hay không hẳn là ăn một điểm đồ vật đặc biệt, thật tốt kỷ niệm chúc mừng một chút, lão Trần ngươi nói xem, ta nói chính là không phải rất có đạo lý. Mặc dù ta bây giờ trật chân, nhưng mà, ngươi đem ta đặt ở một cái trên mặt ghế liền có thể, không quan hệ ta thân tàn trí kiên. Chân ta mặc dù trật khớp, nhưng mà tay của ta không có việc gì nha, ta có thể giúp ngươi rửa rau, tiếp đó ngươi ở bên cạnh làm đồ ăn, như thế nào, hi hi hi. Nghe được hai người bọn họ đối thoại, chu lệ lệ cùng bội bội cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, ít nhiều có chút tự bế. Được được được, ta cảm thấy chúng ta hai cái không nên xuất hiện ở đây, cái này yêu hôi chua vị thật sự là quá nặng đi, chịu không được, thật sự là chịu không được, quá khó tiếp thu rồi. Độc thân cậu ánh mắt đều nhanh muốn bị lóe mù, ta xem chúng ta vẫn là đi nhà ăn ăn thức ăn cho chó, không đúng, ăn cơm đi. Chu lệ lệ nhìn xem tần tiểu ngư nói, đi, vậy các ngươi liền về sớm một chút a, à, nếu có tình huống gì mà nói, nhớ kỹ kịp thời cùng chúng ta nói một chút. Bye bye vậy chúng ta liền đi nhà ăn ăn cơm đi chu lệ lệ cùng bội bội vẫy vẫy tay tần tiểu ngư bị trần khải ôm lúc này cũng hướng về phía hai nữ sinh vẫy vẫy tay ừ lệ lệ bội bội các ngươi nhanh đi ăn cơm đi không cần lo lắng ta không sao nói đùa ta có yếu ớt như vậy sao ta cơ thể của tần tiểu ngư cạc cạc hảo các ngươi đem ta nghĩ cũng quá yếu đi cũng không biết xế chiều hôm nay tập luyện thời điểm ai luyện một hồi liền thở hồng hộc nói muốn nghỉ một chút nghỉ một chút chắc chắn không phải ta đi hơn nữa nếu như là bình thời đó có thể là sẽ có một chút như vậy. Nhưng ta bây giờ nói yêu nhau đâu, vậy các ngươi hai cái chưa nghe nói qua một câu nói sao? Đối với người nói yêu thương tới nói, liền xem như cơ thể tàn phế, cái kia cũng không ảnh hưởng cảm xúc. Tỷ như ta bây giờ, ta cũng rất vui vẻ, trật chân ta cũng vui vẻ. Trần tử trắc bọn hắn mấy ca lúc này cũng nói, lão đại, vậy ngươi và tẩu tử trên đường trở về chú ý an toàn, có chuyện tùy thời gọi, dù là tẩu tử nửa đêm chân đau mà nói, cần giúp mua thuốc gì, ngươi cứ việc cho chúng ta mấy ca phát tin tức liền xem như đêm hôm khuya khoắt ma đô đại học gác cổng đã nhốt chúng ta leo tường cũng muốn đi ra ngoài lao nhanh cộng thêm chạy trần truồng đều biết cho ngươi đem thuốc mua về cái này mấy ca là thực sự trượng nghĩa trần khải vừa cười vừa nói yên tâm đi không có việc gì các ngươi cũng đi cùng ăn cơm đi được rồi vậy chúng ta đi trần tử trắc bọn hắn vẫy vẫy tay tiếp đó liền theo chu lệ lệ bội bội cùng nhau đi trường học nhà ăn chờ bọn hắn đi về sau tần tiểu ngư ôm cổ trần khải tiếp đó hướng về phía hắn nói lão trần bọn hắn đã đi đều đi ăn cơm, chúng ta cũng trở về nhà đi thôi. Nhưng hẳn là không cần mua thức ăn a, à, trong tủ lạnh đều có, hẳn là đủ chúng ta ăn. Đi thôi, đi về nhà rồi. Trần Khải gật đầu một cái, hảo, đi về nhà. Vừa mới quay người, ông Tần Tiểu Ngư phải trở về thời điểm, hệ thống giọng nói điện tử lần nữa vang lên. Tích tích, Tần Tiểu Ngư trật chân, túc chủ tiễn đưa Tần Tiểu Ngư đi đến trường phòng y tế, trước tiên phản ứng, Tần Tiểu Ngư cảm xúc sinh ra ba động. Túc chủ thu được một lần A cấp cơ hội rút thưởng nhìn thấy hệ thống ngẫu nhiên ban thưởng, Trần Khải hiểu ý nở nụ cười, bất quá không có quá để ý. A cấp cơ hội rút thưởng hắn cũng không nóng nảy sử dụng, trước tiên tích lũy lấy a, đến lúc đó tới một phát ngũ liên rút, thậm chí thập liên rút cũng có thể. Về nhà trước a, chính xác giống Tần Tiểu Ngư vừa mới nói, tập luyện rồi một lần buổi trưa vũ đạo, bụng chắc chắn đói bụng. Hai người bọn họ đi ra Ma Đô đại học sân trường, tại cửa ra vào tìm một chiếc xe, tiếp đó trực tiếp về nhà. Ngồi trên xe thời điểm, Tần Tiểu Ngư toàn trình ôm thật chặt cánh tay của hắn còn đem chân của mình đặt ở Trần Khải trên đùi. Nếu như là trước kia, hai người bọn họ ngồi chung một chỗ họa phong trên cơ bản là, Tần Tiểu Ngư duỗi ra cánh tay, khoác lên trên bờ vai của Trần Khải, giống như nam sinh loại kia kề vai sát cánh. Nhưng bây giờ, nàng không chỉ có đem chính mình một đôi chân đặt ở trên đùi của Trần Khải. Hơn nữa còn ôm thật chặt hắn, còn cười ngu ngơ lấy. Trần Khải nói, cá con, ngươi làm gì ôm ta nhanh như vậy, ngươi còn sợ ta chạy không thành. Ai yêu, lão Trần, ta nhớ được ngươi bình thường phần lớn tình huống phía dưới, không phải đều quản ta gọi tần tiểu ngư sao, bảo ta tên đầy đủ. Tần tiểu ngư nói, mà ngươi bây giờ, cũng đã bắt đầu để người ta cá con sao. Tấu chương xong. Chương 443, cái này không đúng a à, tần cá con cái này yêu nhau não ngược lại càng ngày càng nghiêm. Chẳng qua là đổi cái xưng hô mà thôi, tần tiểu ngư sẽ hay không có chút quá khoa trương. Trần Khải ở trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Trước đó hắn cùng cá con là thuần huynh đệ quan hệ, cho nên gọi tần tiểu ngư rất bình thường, vậy bây giờ như là đã là bạn gái. Vậy thì hẳn là đem họ cho bỏ đi, về sau chỉ gọi tên, cá con, hoặc cái gì khác xưng hô, tạm thời gọi cá con A. À. Giống những cái kia tương đối thường gặp, quá ngứa ngáy biệt danh, có chút quá cái kia, đối với một cái sống mấy chục năm lão nam nhân tới nói, ít nhiều có chút kêu không được. Cá con liền rất tốt. Tần tiểu ngư lúc này cười hì hì nói, ai u, lão trần ngươi gọi ta như vậy, ta biết xấu hổ nha. Hì hì. Nghe xong lời này, Trần Khải thiếu chút nữa thì có chút không kèm được tần tiểu ngư ngươi còn biết xấu hổ ta như thế nào như thế không tin đâu lão trần lời này của ngươi có ý tứ gì nha ta làm sao không biết thẹn thùng ta cũng là nữ hài tử a là nữ hài tử liền sẽ thẹn thùng a nhưng ngươi không là bình thường nữ hài tử a vậy ta cũng sẽ thẹn thùng tần tiểu ngư cười hì hì nói tiếp đó ông trần khải chặt hơn một chút lão trần ta nói với ngươi câu thật sao kỳ thực vừa mới tại phòng y tế thời điểm ta trong lòng còn cầu nguyện một chút a à, cầu nguyện cái gì cầu nguyện chân của ta tốt nhất có thể trật khớp xương cốt trần thải tại tầng tiểu ngư trên trán dùng ngón trỏ của mình nhẹ nhàng gãy một cái đương nhiên rất tiểu lực đúng rồi tầng tiểu ngư ngươi đầu này bên trong đựng là cái gì nào có người hy vọng chính mình trật chân trật khớp xương cốt ngươi không sợ đau đúng không sợ đau a à, ta đương nhiên sợ đau vậy ngươi còn hy vọng chân của mình trật khớp xương cốt a à nha ta đây không phải hy vọng ngươi có thể quan tâm chiếu cố ta sao tầng tiểu ngư một bộ dáng vẻ rất có đạo lý tiếp tục nói ngươi nghĩ a à, hiếm thấy nhìn thấy ngươi khẩn trương như vậy ta bộ dáng ta xem như bạn gái của ngươi trong lòng đương nhiên rất vui vẻ đổi thành ngươi chẳng lẽ ngươi không vui sao cho nên a à, nếu là chân của ta thật sự trật khớp ngươi chắc chắn mỗi ngày quan tâm ta thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh ta sợ ta xảy ra trạng huống gì lại đập lấy đụng chắc chắn vô cùng cẩn thận từng ly từng tí vậy ta đương nhiên rất vui vẻ a à. coi như đau một chút cũng không có gì ta cũng có thể nhịn ai bảo ta như thế thích ngươi đâu tần tiểu ngư lời nói này trần khải cũng không biết như thế nào nói tiếp thế là nói câu tần tiểu ngư ta phía trước nói qua ngươi là yêu nhau não hiện tại xem ra lúc đó đối ngươi đánh giá thậm chí là có chút quá tại thu liễm phía trước trần khải mặc dù giúp tần tiểu ngư phổ cập qua yêu nhau não cái này mấy năm về sau mới lửa cháy tới mạng lưới nóng ngạnh bất quá đã qua thời gian dài như vậy tần tiểu ngư lúc này đã sớm quên thế là lại hỏi một câu lão trần ta nhớ được trước ngươi là hình dung như vậy qua ta ta quên đây là ý gì tới là khen ta nói yêu thương thời điểm cạc cạc có đầu óc sao? Cạc cạc thông minh sao? Hắc hắc hắc, ta cũng cảm thấy, ngươi mới phát hiện ta thông minh sao? Ta trí thông minh cao như vậy, thành tích cuộc thi không có mấy người thi qua được ta. Chỉ số IQ cao ta không phủ nhận. Vậy không phải. Tần Tiểu Ngư lôi quần áo Trần Khải, sau đó tiếp tục nói, Lão Trần, ngươi vừa mới còn không có nói với ta đâu, cái này yêu nhau não là ý gì tới? Ta thế nào đem quên đi đâu, là khen ta không? Khen ngươi. Trần Khải có chút không kèm được, tiếp đó giải thích một chút, là ý nói, ngươi nói chuyện yêu nhau, đầu óc liền không có. Hơn nữa, thế mà lại có bởi vì để cho bạn trai quan tâm nhiều hơn nữa chính mình, tình nguyện trật chân. Tần Tiểu Ngư, ngươi thật sự có thể a? À. Tần Tiểu Ngư nghe hiểu Trần Khải ý của lời này, lão Trần, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn nói, ta nói yêu thương thời điểm cạc cạc có đầu óc đâu, nói hồi lâu là nói mát. Làm sao có thể, ta tại sao có thể là giống ngươi nói loại kia, ta không phải là yêu nhau não. Trần Khải ở bên cạnh nói, yêu nhau não đều nói mình không phải là yêu nhau não ta thật không phải là tần tiểu ngư lần nữa nhấn mạnh một chút tiếp đó lời nói xoay chuyển Hỏa phong trong nháy mắt thì thay đổi a nha hy vọng lần sau lúc nào lại uy một lần chân sưng cái bao như vậy ngươi liền có thể mỗi ngày cổng ta đi đến trường hì hì trần khải nói ngươi còn nói ngươi không phải yêu nhau não đây chính là sao tần tiểu ngư một mặt hàm hàm nhìn xem trần khải tính toán sao a nha tùy tiện rồi trần khải bất đắc dĩ nở nụ cười tiếp đó lôi kéo tần tiểu ngư tay nói rất chân thành cá con ngươi nghe ta nói cho ngươi a à. ngươi đây không cần dạng này chúng ta bây giờ cũng tại cùng nhau đã yêu đương ngươi nếu là đối với ta có cái gì yêu cầu có ý kiến gì không cũng có thể nói với ta cùng ta câu thông chỉ cần là ta có thể làm được sự tình ta đều sẽ làm đến tuyệt đối không nên có loại ý nghĩ này giống như cảm thấy mình bị thương liền có thể nhận được sự quan tâm của ta ngươi biết không ưa thích người khác cơ bản nhất điều kiện tiên quyết là trước tiên thích chính mình tiếp đó mới là thích người khác ngươi phải có một cái chính xác yêu nhau quan trần khải rất nghiêm túc cùng tần tiểu ngư nói một lần chính xác yêu nhau quan quá cái kia không thể chấp nhận được cũng tuyệt đối không nên có cái loại ý tưởng này mặc dù hắn có thể từ giữa đắc lợi nhưng mà hắn không cần hắn trùng sinh sau khi trở về chính là hy vọng cùng tần tiểu ngư một khối cùng trưởng thành làm bạn trưởng thành tại tần tiểu ngư hàm hàm cái tuổi này bình thường chơi thì chơi nhưng vẫn là muốn dựng nên một cái chính xác yêu nhau quan cũng là vì hai người bọn họ sau này phương hướng đặt nền móng nhưng hắn mặc dù là muốn như vậy nhưng giống như hoàn toàn làm ra hiệu quả trái ngược lão trần như thế nào tốt lắm như vậy tần tiểu ngư lúc này yêu nhau não nghiêm trọng hơn nếu như là những người khác nếu là nghe được cái nào đó nữ sinh đối với hắn nói vừa mới lời nói này hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt a à. nhưng lão trần ngươi đây ngươi cùng người khác không giống nhau một điểm đều không giống nhau ngươi sẽ dạy ta trước tiên thích chính mình tiếp đó lại đi thích người khác ta cảm thấy không đúng lão trần ngươi quá tốt rồi a à. Ô, rất thích ngươi nha, rất ưa thích rất ưa thích ngươi, ta có thể hôn ngươi một cái sao? Trần Khải, này làm sao còn nói không nghe đâu? Hắn chính là muốn cho Tần Tiểu Ngư dựng nên một chút chính xác yêu nhau quan, cải thiện một chút cái này yêu nhau não, cái này yêu nhau não như thế nào càng ngày càng nghiêm trọng. Đây là gì tình huống? Coi như cải thiện không được một điểm, cũng không đến nỗi càng ngày càng nghiêm trọng a? À. Tần Tiểu Ngư lúc này cấp trên trực tiếp hao lấy Trần Khải quần áo, tiếp đó hướng về hắn trên miệng thân. Đang lái xe tài xế đại thúc thông qua trong xe kính chiếu hậu hướng phía sau nhìn một chút hai người bọn họ ít nhiều có chút sụp đổ thúc đặt cái này lái xe đâu hai người các ngươi thanh niên đang làm gì chú ý một chút ảnh hưởng có hay không hảo cái này còn có một cái người đâu tuổi trẻ bây giờ quá mức a cái này còn có để cho người sống hay không cái này quá khó tiếp thu rồi đi ra chạy cái xe taxi tiếp cái đơn còn muốn bị thanh niên uy một cái thức ăn cho chó đây là người làm chuyện sao đặc biệt là nghe được từ phía sau truyền đến mua a kích âm thanh tài xế đại thúc khắc sâu ý thức được một việc chẳng thể trách tất cả mọi người nói tiền khó khăn kiếm lời thức khó ăn thật mẹ nhà hắn có đạo lý hắn thật sự rất muốn nói một câu nói nếu không thì đơn này ta không nhận hai ngươi vẫn là xuống xe a cái này ai chịu nổi a dãy hai người các ngươi ít tiền còn chưa đủ lần này chịu tội đâu cái này thanh niên nhóm quá là không tử tế thời gian chỉ chốc lát cuối cùng đã tới ma đô bên ngoài bãi bên này cũng chính là trần Khải cùng tần tiểu ngư nhà bọn hắn phụ cận đây xuống xe đi bộ đi qua là được rồi cho nên lúc này đem xe đậu ở một bên. Tài xế đại thúc nhìn một chút đằng sau nói, hai vị, các ngươi có thể xuống xe, chúng ta đã đến ma đô bên ngoài bãi biệt thự này khu phụ cận. Lão Trần, chúng ta đến nhà rồi, đi thôi xuống xe về nhà rồi, Tần Tiểu Ngư nói. Trần Khải vẫn chưa trả lời, Tần Tiểu Ngư lại bổ sung một câu, Lão Trần, ta nói với ngươi đâu, ngươi như thế nào bất động đâu, chúng ta đến nhà rồi, ngươi ngược lại là xuống xe nha. Trần Khải. Vậy ngươi ngược lại là từ trên người ta xuống A, hai ngươi cánh tay ôm cổ của ta, chân đặt ở trên người của ta, ngươi để cho ta như thế nào xuống xe. Cũng đúng, Tần Tiểu Ngư cười hì hì nói, vậy được, vậy ngươi cõng ta về nhà, ta bây giờ là thương binh, không thể bước đi. Tần Tiểu Ngư, ngươi thật là cái tiếp cận nhân tinh a, à, Trần Khải bất đắc dĩ cười, yêu nhau não, tiếp cận nhân tinh, ngốc ngốc tay mơ, cái này bút xem như chồng đầy. Cốt cốt cốt, cổng ngươi cổng ngươi, không nói không cổng ngươi, Trần Khải trong xe quét mã thanh toán tiền xe về sau. Mở cửa xe, Tần Tiểu Ngư liền từ phía sau ôm cổ của hắn, tiếp đó Trần Khải chọc vào trên đùi Tần Tiểu Ngư, cổng Tần Tiểu Ngư. Đi đi, đi về nhà rồi, Tần Tiểu Ngư bị Trần Khải cổng, ông thật chặt cổ của hắn, cười hì hì nói, lão Trần, ta cảm thấy hai người chúng ta bây giờ thật hạnh phúc nha, ngươi có cảm giác hay không nha? Hơn nữa vừa mới tại phòng y tế cửa ra vào thời điểm, ngươi không phải còn hỏi ta em đẹp cười cái gì sao? Ta lúc đó đang suy nghĩ, năm nay lúc sau Tết, ta nếu là lấy bạn gái của ngươi thân phận cùng ngươi một khối về nhà ăn Tết, A-di có thể hay không so như bây giờ, càng ưa thích ta, đối với ta tốt hơn đâu. Đây là khẳng định. Trần Khải cổng tần tiểu ngư trở về chính mình ngôi biệt thự kia trên đường. Vừa đi một bên hồi đáp, mẹ ta bây giờ liền đã rất thích ngươi, chớ nói chi là biết ngươi bây giờ là bạn gái của ta, đây nếu là biết, ta đã có thể tưởng tượng đến mẹ ta là phản ứng gì. Cha ta ngoài miệng không nói, trong lòng đối mặt ngươi cũng là rất công nhận, đến nỗi nhà chúng ta thân thích, cô cô thẩm thẩm, ta gia gia nải nải, đều rất thích ngươi. Nghỉ hè lúc ấy thời điểm, cả nhà chúng ta làm cho ta thi đại học tiệc ăn mừng, liền lần kia ngươi còn nhớ chứ. Tần Tiểu Ngư gật đầu một cái, nhớ kỹ nhớ kỹ, đương nhiên nhớ. Cho nên, đêm hôm đó bữa tiệc ăn tới, trong nhà các ngươi người đều rất thích ta sao. Liền ngươi thẩm thẩm cô cô, gia gia nãi nãi đều thích ta. Thật hay giả, lão Trần, ngươi không phải là đang an ủi ta đi. Có phải hay không đang an ủi ta? Tần Tiểu Ngư cảm thấy có chút không thích hợp. Ta phía trước nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết tình cảm cùng những thiếu nữ kia manga, như thế nào cùng chúng ta cái này hoàn toàn không giống đâu. Trong những tiểu thuyết kia mặt, cùng những cái kia trong manga, kịch bản đại khái là nam chính cùng nữ chính hai người cùng một chỗ, nhưng mà nam chính trong nhà thân thích bằng hữu đều rất chán ghét nữ chính. Mà nam chính mụ mụ cũng không thích nữ chính, để cho nam chính cùng nữ chính chia tay. Này làm sao đến chúng ta bên này, người nhà ngươi, toàn bộ đều thích ta. Qua, ta như thế làm người khác ưa thích sao? Tần Tiểu Ngư rất kinh ngạc hỏi. Tấu chương xong. Chương 444, ngươi có bạn trai liền quên mụ mụ áo bông nhỏ hở. Trần Khải lúc này cổng Tần Tiểu Ngư, nghe được nàng vừa mới lời nói này, Trần Khải cố ý điều khẳng hai câu. Thế nào các con, nghe ngươi ý của lời này, cả nhà của ta người đều rất thích ngươi, mẹ ta càng là không thể chê, đều nhanh đem ngươi trở thành nữ nhi, ngươi đây là còn không vui lòng. Không phải không phải, dĩ nhiên không phải. Tần Tiểu Ngư liền vội vàng giải thích rồi một lần, biểu thị mình không phải là không vui đơn giản quá vui lòng được không ta vốn là suy nghĩ cái này hẳn cùng chơi game là giống nhau đạo lý qua năm quan chém sáu tướng nếu như người nhà ngươi không thích ta mà nói vậy ta liền sẽ tích cực biểu hiện thật tốt cố gắng để nhà ngươi người bên trong đều thích ta tán thành ta đồng ý ta và ngươi cùng một chỗ nhưng cái này bất thình lình cả nhà ngươi người đều thích ta ta đều không biết nên làm chút gì thật giống như chơi game thời điểm người khác cũng là một quan một quan đánh đến phiên ta thời điểm bắt đầu liền trực tiếp nói cho ngươi, chúc mừng ngươi đã thông hoàn toàn nhốt. Nhưng mà, lão Trần ngươi yên tâm đi, người nhà ngươi đều rất thích ta, người nhà ta chắc chắn cũng không ngoại lệ. Ta ba ba mụ mụ ngươi cũng biết, đều thích ngươi. Đến nỗi trong nhà của ta một chút thân thích, bọn hắn chắc chắn cũng rất ưa thích, nếu như bọn hắn không thích ngươi mà nói, ta chắc chắn cùng bọn hắn tức giận, không có bất kỳ người nào có thể đem hai người chúng ta chia rẽ. Hi 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 ha ha. Tần tiểu ngư cười ngu ngơ lấy, ông thật chặt trần khải cổ, tiếp đó trên mặt của hắn hôn một cái. Tần tiểu ngư ngươi điểm nhẹ điểm nhẹ, đây là cổ. a à có lỗi với thật xin lỗi, lão Trần, ta thật là vui, có chút đắc ý quên hình. Trần Khải bất đắc dĩ nở nụ cười, cổng tần tiểu ngư đi tới cửa nhà mình, tiếp đó tần tiểu ngư nói, để cho ta tới mở khóa, ta tới ta tới. Đưa tay ra, tại biệt thự cửa ra vào đè lên mở khóa vân tay, tích một chút liền mở ra. Cuối cùng đạt tới rồi. Đi vào về sau, Trần Khải cổng tần tiểu ngư đến ghế sofa bên này, đem Tần Tiểu Ngư bỏ vào trên ghế salon. Ai u mẹ của ta ơi, cuối cùng đến nhà rồi, mệt mỏi quá a. À. Tần Tiểu Ngư ngươi còn mệt hơn đâu, tự như là ta cõng ngươi về đến nhà a. À, toàn trình có nhiều ngươi đi một bước lộ sao? Ha 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 cũng là, lão Trần ngươi thật tốt lắm. Tần Tiểu Ngư ngồi ở trên ghế salon, Trần Khải đứng tại trước mặt Tần Tiểu Ngư. Tần Tiểu Ngư lôi kéo tay Trần Khải, tiếp đó cười hì hì nói, đặc biệt là vừa mới ở trên xe taxi thời điểm, ngươi nói với ta những lời kia, ta thật sự cảm thấy lão Trần ngươi đặc biệt đặc biệt tốt. Ai, ngươi như thế nào như thế hảo đâu, rất thích ngươi nha, ta có thể hôn lại một chút không? Tần Tiểu Ngư đã mân mê miệng, muốn hôn một chút. Trần Khải đưa tay ra, dán tại trên má phải Tần Tiểu Ngư, sau đó nói, ngươi đích thân lên có vẻ đúng không? Không đói bụng. Ta bây giờ muốn đi trong toilet rửa tay một cái, tiếp đó chuẩn bị cho ngươi bữa tối, đại khái hơn nửa giờ về sau ăn cơm, ngươi cứ ngồi ở đây nhìn sẽ tivi a. Tần Tiểu Ngư vẫn lên miệng nhỏ của mình, dùng sức hướng về Trần Khải trên thân góc. Lão Trần, Ngươi như thế nào không để ta thân đâu? Ý gì? Ta tự mình mình nam bằng hữu phạm pháp sao? Hôn một chút không được sao? Quá hẹp hòi ngươi. Trần Khải dở khóc dở cười nói, có thể là có thể, chờ một lúc, vội vàng chuẩn bị cho ngươi bữa tối đâu, hôn tới hôm qua đi, ảnh hưởng không tốt lắm. Cái này có gì ảnh hưởng không tốt? Đây là tại nhà chúng ta, lại không người nhìn xem, này ai biết nha, hôn một chút đi. Trần Khải mở miệng nói ra, vừa mới ở trên đường thời điểm, là ai nói đến nhà về sau, muốn trước tiên cho mình mụ mụ thông cái video điện thoại người khác là cưới con dâu quên nương, ngươi đây là điển hình có bạn trai liền quên mụ mụ. A à, vân vân vân, ta kém chút đem mẹ ta đem quên đi. Tần tiểu ngư thật đúng là một đại hiếu nữ, tuyệt đối là lòng dạ hiểm độc bông vải, hơn nữa còn là có gai cái chủng loại kia. Tần tiểu ngư tiếp tục nói, vậy thì đợi chút nữa hôn lại, thiếu trước, chúng ta nói xong rồi a. À. Đừng chờ một lúc thời điểm không nhận nợ, ta chắc chắn là không thể tiếp nhận. Ta trước tiên trở về cho mụ mụ cái video điện thoại, xong việc về sau, ta đi giúp ngươi rửa rau, được không? Trần Khải bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta không phải là nói sao? Ngươi liền ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách trên ghế salon lon ngồi, nhìn sẽ tivi gì là được. Vẫn là ngươi cảm thấy một trận cơm tối ta đều không làm được, còn phải cần bạn gái mình hỗ trợ. Không phải, dĩ nhiên không phải rồi. Bạn trai ta lợi hại như vậy, làm đồ ăn cạc cạc ăn ngon. Ta chỉ là muốn giúp ngươi a. À, ngươi không cảm thấy hai người cùng một chỗ làm đồ ăn làm việc nhà rất có ý tứ sao? Trần Khải biết Tần Tiểu Ngư muốn biểu đạt cái gì, nhưng vẫn là cố ý hỏi ngược một câu. A à phải không? Sẽ sao? biết a à, đương nhiên sẽ ta cảm thấy rất có ý tứ a à, ta mặc kệ ta nhất thiết phải giúp ngươi rửa rau ngươi trước tiên giữ cho ta trần khải hồi đáp, tốt 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 giữ lại cho ngươi giữ lại cho ngươi tiếp đó tần tiểu ngư an vị ở trên ghế salon lấy ra điện thoại di động của mình cho mình mụ mụ dương hiểu tuệ đánh một cái uy chắc điện thoại đánh chính là gọi video đối diện dương hiểu tuệ cơ hồ là dây nghe điện thoại video điện thoại thông về sau tần tiểu ngư nhìn xem điện thoại di động ống kính Tiếp đó đối với điện thoại bên kia mụ mụ vẫy vẫy tay, nói tiếp, "Mụ mụ, ngượng ngùng, ta này lại mới đến nhà, chậm một hồi mới cùng ngươi thông video điện thoại, ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu." Điện thoại bên kia Dương Hiểu Tuệ mở miệng hỏi. "Không chuyện nhỏ cá, mụ mụ không phải theo như ngươi nói sao, đến nhà lúc không có chuyện gì làm." "Mụ mụ hôm nay ngược lại cũng không có gì chuyện, có nhiều thời gian, lúc nào đều thành, nhìn ngươi chừng nào thì có rảnh." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, "Cá con, ngươi hôm nay là thế nào?" Tần Tiểu Ngư hỏi, cái gì thế nào? Không thích hợp, quá không đúng, Dương Hiểu Tuệ nhìn thấy Tần Tiểu Ngư cùng chính mình giảng điện thoại biểu lộ, nụ cười trên mặt, toàn trình đều không ngậm miệng được. Mặc dù cá con bình thường cho người cảm giác chính là quả vui vẻ, trên cơ bản rất ít gặp đến trên mặt có cái gì không vui cảm xúc, hoặc mặt trái cảm xúc năng lượng. Nhưng vẫn là cảm thấy, hôm nay cá con phá lệ cao hứng, đây là phát sinh chuyện tốt gì sao? Dương Hiểu Tuệ hỏi một chút, cá con, ngươi hôm nay là thế nào, phát sinh chuyện tốt gì, cùng mụ mụ chia sẻ một chút đi, nhìn ngươi trên gương mặt này nụ cười rực rỡ như vậy đây là nhặt được tiền vậy thì các ngươi xế chiều hôm nay vũ đạo tập luyện hiệu quả rất không tệ mẹ mẹ vẫn là lần đầu nhìn thấy nữ nhi của ta cao hứng đến như vậy chứ tần tiểu ngư cười hì hì nói cũng không có xế chiều hôm nay tập luyện thời điểm chạng vạn tối chừng 6 giờ a nhanh lúc kết thúc ta trực chân rất đau a à. dương hiểu tuệ trực tiếp mộng còn tưởng rằng nữ nhi của mình xế chiều hôm nay xảy ra chuyện gì chuyện tốt hoặc vũ đạo tập luyện không tệ hiệu quả rất tốt cho nên mới vui vẻ như vậy này làm sao còn đem chân cho trật khớp cá con ngươi trật chân sao như thế nào có đau hay không làm bị thương xương sao nhìn thầy thuốc không có bác sĩ nói như thế nào sẽ không phải rất nghiêm trọng a à? dương hiểu tuệ hết sức lo lắng dù sao mình chỉ như vậy một cái nữ nhi bảo bối khi mụ mụ có thế không lo lắng sao có thế không khẩn trương sao được bất quá vấn đề tới nữ nhi của mình lúc bình thường mặc dù có một chút khờ thế nhưng là trật chân người khác cũng là vừa khóc lại gào, này làm sao đến phiên cá con thời điểm, ngược lại cười vui vẻ như vậy. Cá con, ngươi xác định là trật chân, mà không phải đập đến cùng. Trực chân ngươi cao hứng thành dạng này. Xác định đầu ngươi ở đây không có đụng vào sao. Ta xem là không phải muốn cùng người Thượng Hải dân bệnh viện khoa tâm thần liên lạc một chút, để người ta cho ngươi kiểm tra một chút. Đây tuyệt đối là mẹ ruột. Tần tiểu ngư gương mặt dấu chấm hỏi, mụ mụ, ngươi sao có thể nói như vậy ta đây? Ta thật tốt, một chút việc cũng không có, không có khả năng không có việc gì đều trật chân ngươi cao hứng thành dạng này cái này gọi là không có việc gì ngươi tuyệt đối có việc ai nha ngươi biết cái gì nha ta cao hứng đương nhiên là có khác biệt nguyên nhân ngươi nói một chút nguyên nhân gì nhường ngươi cao hứng đến dạng này tần tiểu ngươi cười hì hì ta có chút ngượng ngùng nói có chút thẹn thùng phải ta biết cùng cái gì có liên quan rồi có phải hay không cùng tiểu trần có quan hệ wow mụ mụ ngươi có độc tâm thuật a à, như thế nào lợi hại như vậy ta đây là gì đều không nói ngươi này liền đoán được dương hiểu tuệ rất bất đắc dĩ nói nói nhảm ngươi là nữ nhi của ta ta còn có thể không hiểu rõ ngươi sao liền ngươi điểm tiểu tâm tư kia giấu giếm được người khác có thể giấu giếm được mẹ ruột ngươi ta sao ngươi cũng không nghĩ một chút nói đi ngươi cùng tiểu trần thế nào vì tình huống sẽ không phải tiểu trần cho ngươi biểu bạch a à? thật hay giả hắn thật cùng ngươi biểu bạch ngươi đồng ý không có tần tiểu ngư vẫn không trả lời dương hiểu tuệ liền ho khan hai tiếng tiếp đó rất chân thành một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm trang nói, cá con, mụ mụ biết, ngươi đối với tiểu trần có ý tứ, ba ba mụ mụ cùng ngươi mặc dù có tuổi tác phương diện khoảng cách thế hệ, nhưng mà, chúng ta cũng là từ 18, 19 tuổi tuổi tác đó tới, rất biết những người tuổi trẻ các ngươi ý nghĩ. Từ lúc mới bắt đầu thời điểm, ngươi cùng ta nói, ngươi cái kia quan hệ bạn rất thân là nam sinh, ta lúc đó đã cảm thấy hai người các ngươi khẳng định có điểm phương diện kia ý tứ. Ngược lại, ta mẹ ngươi là không tin giữa nam nữ có thuần hữu nghị, cha ngươi cũng không tin. Như thế nào, bị ta nói trúng đi, tiểu trần cuối cùng vẫn là cho ngươi biểu bạch đúng không? Nhưng mà, cá con, ngươi là nữ hài tử, hẳn là thích hợp muốn thận trọng một chút, tiểu trần nếu như cho ngươi thổ lộ mà nói, mụ mụ đề nghị đâu, ngươi tốt nhất vẫn là thận trọng một điểm. Tần tiểu ngư cướp lời nói, thận trọng, ta có thế căng thẳng. Ta chủ động nói với hắn, hắn thích ta mà ta cũng ưa thích hắn, ta còn hỏi hắn chúng ta có tính không là nam nữ bằng hữu. Cái này đều lấy lại tới cửa, ngươi cái này cũng gọi thận trọng. Tần tiểu ngư, Ngươi biết hay không cái gì gọi là thận trọng, Dương Hiểu Tuệ tại điện thoại bên kia cũng là có chút dở khóc dở cười. Nàng còn tưởng rằng, Trần Khải cùng nữ nhi của mình thổ lộ thời điểm, chính mình nữ nhi này có thế hơi thận trọng mấy hiệp, sau đó lại đồng ý đâu. Kết quả lại la ó. Nàng thậm chí còn đuổi tới đâu. Thận trọng. Quên đi thôi, hai chữ này cùng tần tiểu ngư không có chút nào liên quan. Dương Hiểu Tuệ vốn là muốn nói, được rồi được rồi, bất kể nói thế nào a, à, hai người các ngươi ở cùng một chỗ, mụ mụ trong nội tâm cũng rất vui vẻ, vậy cuối tuần thời điểm đừng quên mang bạn trai về nhà a à. kết quả dương hiểu tuệ lời nói lời này còn chưa nói tần tiểu ngư liền lập tức nói lấy lại tới cửa thế nào nha vậy ta chính là ưa thích hắn đi hơn nữa ta cái này đã rất căng thẳng cốt ta không thèm nghe ngươi nói nữa mụ mụ ngươi không hiểu ngươi không có hiểu rõ chút nào hắn tần tiểu ngư vừa mới mấy câu nói đó quá 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 thái điển bên trong điển cái này áo bông nhỏ tuyệt đối hở tấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi lăm ngươi không phải nói chờ ta nói chuyện điện thoại xong liền để ta hôn ngươi một cái sao thế là ba một cái liền cúp điện thoại rất nhanh a à. người tại phụng thiên dương hiểu tuệ tiếp theo tại trong điện thoại bên cạnh uy 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 vài tiếng không có bắt được bất kỳ đáp lại về sau còn buồn bực đâu chẳng lẽ là cá con bên kia tín hiệu không tốt nghe không được chính mình nói chuyện sao kết quả nhìn một chút màn hình điện thoại di động khá lắm bảo bối này nữ nhi lại cúp điện thoại chính mình vừa mới cũng không nói cái gì a à, chính là cảm thấy cá con dù sao cũng là một nữ hài tử hơi thận trọng một điểm lúc nào cũng không sai gia hỏa này lại la ó vậy mà tại chỗ tắt điện thoại hơn nữa còn nói mình không hiểu rõ tiểu trần cái này cái này cái này đây là chính mình thân nữ như sao không biết còn tưởng rằng chính mình cái này là mẹ là trên đường cái nhặt được đâu thật là một cái hiếu thuận con gái tốt a à? tần chí đông lúc này trùng hợp không khéo hết lần này tới lần khác tới hỏi một chút thế nào lão bà vừa mới là đang cùng nhà chúng ta cá con gọi điện thoại sao mẹ con các ngươi hai cái nói chuyện cái gì nói chuyện vui vẻ như vậy lão công xin hỏi trên mặt ngươi dán dấp cái kia hai cái là lỗ nhị sao ngươi con mắt nào trông thấy ta rất vui vẻ ta cái này gọi là vui vẻ không dương hiểu tuệ cái này thần ví dụ trực tiếp cho tần chí đông cả mộng bức lão bà ngươi nói gì thế ngươi tốt xấu đều là do mụ mụ người nói chuyện chú ý một chút văn nhã điểm lời nói này thật là vị bất quá nhìn ngươi vẻ mặt này như thế nào không thích hợp như vậy cá con thế nào có chuyện gì tần chí đông hiếu kỳ truy vấn con gái của ngươi gần nhất không phải muốn tham gia trường học trung thu tiệc tối sao? Tần Chí Đông gật đầu một cái, ân ta biết việc này, ngươi buổi chiều cùng cá con thông điện thoại thời điểm, không phải đã nói với ta sao? Thế nào, có gì không đúng sao? Vẫn là sẽ không phải là cá con tập luyện thời điểm bị thương a. À. Tần Chí Đông nhưng là một cái nữ nhi nô, gặp Dương Hiểu Tuệ lúc này không có phản bác, nghĩ thầm, song song, đoán chừng bị chính mình miệng quả đen nói trúng. Chẳng lẽ con gái bảo bối mình thật sự bị thương. Thế nào? có nghiêm trọng không a à? nhưng làm cái này lão phụ thân làm cho sợ hãi bảo bối đây không cần nhà chúng ta cá con cao hứng đây cao hứng đây không thể nào đứa bé kia ta rất rõ hồi nhỏ đập lấy đụng liền khóc sức mướt trưởng thành ngược lại là tốt hơn nhiều dập đầu đụng phải cũng suốt ngày cười hì hì nhưng chúng ta dù sao cũng là làm cha mẹ nữ nhi tính cách mặc dù dạng này nhưng ta cái này làm ba ba cũng đau lòng a à. tới 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 đưa di động cho ta để cho ta cho con gái chúng ta thông cái video, hỏi một chút nữ nhi như thế nào, đụng tới chỗ nào, còn đau không, người cái này làm mẹ như thế nào cũng không quan tâm quan tâm nữ nhi a. À. Tần Chí Đông vừa mới cầm lên điện thoại, đang chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, lại đột nhiên dừng lại trên tay hành vi, sau đó nhìn Dương Hiểu Tuệ hỏi, đúng, ngươi vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Ta cá con tập luyện thời điểm bị thương, lại còn cao hứng đây. Gì tình huống, cao hứng gì? Còn có thể cao hứng gì, bị tiểu Trần biểu bạch thôi, ngươi nói còn có thể cao hứng gì? ngoại trừ tiểu trần, còn có cái gì đồ vật có thể để cho chúng ta nữ nhi cao hứng đến dạng này, ngươi cũng không nghĩ một chút. Vì tiểu trần hắn biểu bạch, chuyện khi nào, liền xế chiều hôm nay sao? Bất quá, tiểu trần thổ lộ, như vậy nói cách khác hắn bây giờ là nhà chúng ta cá con bạn trai đúng không? Nữ nhi yêu đương, ta cái này làm lão phụ thân mặc dù có chút không nỡ lòng bỏ, bất quá cũng có thể tiếp nhận, tiểu trần đứa nhỏ này ta cũng biết qua, người tương đối không tệ, cha mẹ hắn cũng rất tốt. Tương lai nhà chúng ta cá con nếu là gã đi, chắc chắn sẽ không bị khi dễ, bất quá lão bà, ngươi đây là gì biểu lộ, giống như đối với tiểu trần có ý kiến. Ngươi dạng này không thể được a, à, nhà chúng ta nữ nhi ngươi cũng không phải không biết, ngươi nếu là đối với tiểu trần có ý kiến mà nói, cái kia bảo bối của ta khuê nữ còn không phải cắn chết ngươi a. À. Tần Chí Đông lời nói này thấu triệt. Bởi vì lần trước tại trong nhà Trần Khải thời điểm, hắn đã hiểu rồi một việc, cái gì gọi là cùi chỏ hướng ra phía ngoài ngoặt. Nhưng đã nằm ngửa tiếp nhận sự thật tàn nhẫn này. Dương Hiểu Tuệ hồi đáp, ngươi nói mò gì đây, Ai nói với người ta đối với tiểu trần có ý kiến, ta nhưng yêu thích hắn được không? Vậy ngươi vừa mới băng bó khuôn mặt. Ta là đối với ta bảo bối kia khuê nữ có ý kiến, ta lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp tắt điện thoại, đứa nhỏ này, liền nghĩ cúp máy điện thoại ta về sau, đi tìm tiểu trần lãm nhảm đúng không, có gấp gáp như vậy sao? Đứa nhỏ này thực sự là quá không căng thẳng. Ta nói hai câu, ta bảo bối này khuê nữ lại còn nói ta không hiểu rõ tiểu trần, tiếp đó liền tắt điện thoại. Tần Chí Đông nhìn có chút hả hê nở nụ cười, ha 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 nha. Cười cười đánh liền cái nấc, giống như có chút không tử tế, trực tiếp cho Dương Hiểu Tuệ cả tức giận, ngươi lại cười, ngươi quên lần trước tại tiểu trần nhà bọn hắn, ngươi mất mặt chuyện này đúng không? Liền ngươi coi đó còn không biết xấu hổ đưa tay cầm lễ vật đâu, cá con căn bản không phải mua cho ngươi. Lão bà, ngươi như thế nào hết chuyện để nói a? À? Chuyện này đều đi qua, ngươi lão sách nó làm gì? Ngươi vừa mới không phải cũng cười trên nỗi đau của người khác sao, vậy đến A, à, lẫn nhau vạch khuyết điểm A. À tần tiểu ngư cha mẹ ở nhà phòng khách cũng là đấu đấu võ mồm tiếp đó lẫn nhau bắt đầu tổn thương bất quá tình cảm của hai người rất tốt tốt không nói đùa nữa bất kể nói thế nào a à, lần sau chờ cá con cùng tiểu trần khi về nhà nhưng nhất định phải cho hai người bọn họ chuẩn bị thêm một bàn thức ăn ngon thật tốt chiêu đãi một chút ta con rể này dương hiểu tuệ nói còn có ngươi đừng cả ngày lẫn đêm lười biếng đến lúc đó giúp ta rửa rau đánh một chút hạ thủ đúng vậy lão bà đại nhân tần tiểu ngư mới vừa cùng mẹ mình thông xong video điện thoại liền từ trên ghế salon đứng lên lúc này chân đã không phải là rất đau đớn nhưng đi đường còn hơi có chút không đủ tự nhiên cho nên dùng chân trái đánh lấy đi đi tới phòng bếp bên này nghe được âm thanh bên ngoài trần khải đi ra phòng bếp nhìn một chút phát hiện tần tiểu ngư dùng chân trái nhảy đánh đến đây các con ta không phải là nhường ngươi ở phòng khách bên ngoài ngoan ngoãn ở lại sao ngươi làm sao chạy tới còn nhảy đi ngươi là thực sự không sợ đem cái chân còn lại cũng uy đúng không tần tiểu ngư cười hì hì lão trần ta có đần như vậy sao ngươi có phải hay không quá coi thường bạn gái của ngươi ta làm sao có thể tại cùng một cái trên tảng đá trượt chân hai lần a ngươi nghĩ gì đây vừa mới ta cùng mẹ ta đã thông xong uy e chắc video điện thoại không phải sao để điện thoại di động xuống về sau lại tới suy nghĩ giúp ngươi tắm một cái chúng ta vừa mới không phải đã nói rồi sao nhường ngươi giúp ta giữ lại ngươi sẽ không đem đồ ăn toàn bộ đều rửa sạch a không được ta có phải là giúp hôm nay thế nhưng là chúng ta ở chung với nhau thời gian nha đây chính là rất có kỷ niệm ý nghĩa một lần bữa tối ta có phải là giúp để cho ta cũng có tham dự cảm giác không thể nhường ngươi một người đem sống toàn bộ làm ngươi toàn bộ làm ta làm gì trần khải cũng là thật sự rất bội phục tần tiểu ngư cái này nếu như đổi thành người khác ước gì đối phương đem sống toàn bộ làm chính mình thư thư phục phục ngồi ở trên ghế salon thảnh thơi tự tại nhìn sẽ điện thoại gì còn mang dạng này dành làm việc bình thường cũng coi như mấu chốt là vừa mới đau chân a đây cũng quá không an phận, không hổ là một cái tiếp cận nhân tinh cộng thêm yêu nhau não, hội chứng tăng động giảm chú ý, nói nhiều, bức toàn bộ rót đầy. Cho nên A à lão Trần, liền để ta giúp ngươi một chút A, à, ta cũng là cái nhà này một phần tử A, à, ngươi nói đúng không? Cảm thấy ta nói có đạo lý A. À? Ai à nha ngươi yên tâm đi, ta không sao, không phải liền là trật chân một chút sao, ngày mai ngủ một giấc liền tốt, cái kia thực sự không được, ngươi có thể giúp ta chuyển cái ghế, ta ngồi ở trên mặt ghế, ta không đứng còn không được sao? nhìn thấy tần tiểu ngư hăng hái chủ động bộ dáng, Trần Khải cũng không nhẫn tâm cự tuyệt nữa. Cốt cốt cốt, vậy ta giúp ngươi chuyển cái ghế, ngươi trước tiên viện tường. Được rồi. Trần Khải từ bên ngoài dời một cái cái ghế tới, tiếp đó một đôi tay kẹp ở tần tiểu ngư hai đầu cánh tay nách, trực tiếp liền đem tần tiểu ngư ôm, đặt ở trên ghế. Hắn khí lực lớn vô cùng, không chỉ là bởi vì tần tiểu ngư rất nhẹ duyên cớ, cũng bởi vì hệ thống giúp hắn tăng lên thể chất. Lại thêm chính hắn cũng thời thời khắc khắc chú ý rèn luyện cùng kiện thân. Qua, lão Trần ngươi khí lực thật lớn nha." Tần Tiểu Ngư rất kinh ngạc nói, "Lão Trần, ta cảm thấy ngươi tốt mang a, à, bất quá lần sau ngươi đừng đụng ta nách, ta rất sợ ngứa." A à, phải không Trần Khải nghe được Tần Tiểu Ngư lời này phía trước, hắn vốn đang không chút quá để ý, nhưng ngươi nếu nói như vậy, vậy nếu không cào một chút thử xem. "Lão Trần ngươi làm gì?" Tần Tiểu Ngư nhanh chóng ôm ngực, cánh tay trái ôm mình cánh tay phải, thân thể uốn éo đi qua, nhưng đầu quay tới liếc Trần Khải một cái. "Lão Trần, ngươi đừng nghĩ cào ta nách." ta vừa mới nói ta rất sợ ngứa ngươi còn cố ý hừ, không cho ngươi cào vẫn là ngươi muốn mượn cào ta nách danh nghĩa muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi ta như thế nào bị ta nói trúng đi ngươi có phải hay không ý nghĩ này ngươi chắc chắn là ta liền biết lão trần ngươi không có ý tốt bất quá ngươi nếu là muốn chiếm ta tiện nghi mà nói ta cho ngươi chiếm a nhưng đừng cù lét được hay không tần tiểu ngư lời nói này có thể hay không hơi véo von một điểm cái này nói cũng quá trực bạch a cái gì gọi là chính mình nếu là muốn chiếm tiện nghi có thể cho mình chiếm đây là có thể nói sao trần khải bất đắc dĩ nở nụ cười tốt không đùa ngươi vừa mới những thức ăn này ta đều tắm không sai biệt lắm còn có cuối cùng một đạo giữ lại cho ngươi chính là vì nhường ngươi có chút tham dự cảm giác cái chậu ở đây đãi một chút là được rồi thủy cũng không bỏng bất quá chú ý đừng đổ tần tiểu ngư gật đầu một cái bày ra một cái ok thủ thế để cho hắn yên tâm a à, chính mình thông minh như vậy tài giỏi như vậy làm sao có thể chút chuyện nhỏ này cũng không làm được yên tâm yên tâm tần tiểu ngư bắt đầu cúi đầu nghiêm túc cẩn thận rửa rau nàng muốn tham dự cảm giác cái kia trần khải đương nhiên muốn thỏa mãn một chút tẩy một lần lại một lần đem những thức ăn này rửa sạch về sau tần tiểu ngư liền nói lão trần thức ăn này ta rửa sạch đã trần khải bất đắc dĩ nói ngươi nào chỉ là rửa sạch đơn giản đều nhanh tẩy khoan khoái da đây là cho người ta ăn không phải cho lên đế ăn ngươi đến mức tẩy tám lần không tẩy nhiều như vậy lượt nghĩ tới món ăn cảm thụ sao tần tiểu ngư còn đắc chí vậy ta cũng không thể ở bên cạnh cái gì cũng không làm ở một bên nhàn rỗi nhìn a à, hơn nữa thêm gì nữa hơn nữa ta liền là nghĩ bồi tiếp ngươi nha tần tiểu ngư nói chuyện lúc nào cũng như vậy trực tiếp tốt vậy bây giờ đồ ăn cũng tắm xong ngươi có phải hay không quên một chút cái gì tần tiểu ngư lại hỏi quên cái gì không có chứ hẳn là tại sao không có ngươi không phải nói chờ ta cùng mụ mụ nói chuyện điện thoại xong về sau, liền, liền để ta hôn ngươi một chút không? Tấu chương xong. Chương 446, Lão Trần chẳng lẽ ngươi chẳng phải là yêu thích ta điểm này sao? Tần tiểu ngư hoàn toàn đem mẹ mình vừa mới dặn dò chính mình, nữ hài tử muốn thận trọng một điểm lời này coi ra gì, đã sớm chạy đến lên chính tầng mây đi. Đối với tần tiểu ngư tới nói, thận trọng. Không tồn tại, ta muốn thận trọng món đồ kia làm gì, lại không thể ăn lại không thể uống, ta muốn người. Cho nên A Lão Trần, ngươi muốn nói chuyện giữ lời hơn nữa vừa mới ngươi đáp ứng rồi đừng nói cho ta ngươi muốn chơi xấu ta không đồng ý nhất thiết phải để cho ta hôn ngươi một chút nhanh lên đi lại gần một điểm trần khải cười có thể là có thể bất quá là không phải hẳn là chờ ta đem bữa tối làm xong về sau lại ta sợ trong nồi dầu nấu sôi về sau xào rau trong quá trình dầu toát ra tới văng đến trên mặt ngươi ngươi dựa vào sau một điểm ngồi yên tâm đi ta chắc chắn nhường ngươi thân đây là nhà chúng ta ta còn có thể chạy không thành ta là loại kia người nói không giữ lời sao ân ừ, ta tin tưởng ngươi không phải vậy ta chờ tần tiểu ngư cười hì hì nói tiếp đó trần khải trực tiếp cầm lên tần tiểu ngư đang ngồi cái ghế hướng về bên cạnh dời một chút miễn cho xào rau thời điểm dầu từ trong nồi tràn ra tới buổi tối hắn tính toán cho tần tiểu ngư làm mấy trận ăn ngon cũng là tần tiểu ngư khá là yêu thích ăn đầu tiên món ăn thứ nhất chính là tần tiểu ngư đặc biệt thích ăn tôm hùm nước ngọt như thế nào là tôm hùm nước ngọt lão trần ngươi không phải nói về sau mỗi lúc trời tối chỉ làm cho ta ăn những cái kia mang theo protein vitamin B11 cái gì dinh dưỡng các loại bữa tối sao? Nói như vậy, ta về sau mỗi ngày buổi tối cũng có thể ăn những thứ này béo đồ vật. Không được. Trống, nhân gia cao hứng hụt một hồi, tần tiểu ngư bộ dáng bây giờ, cái này vẻ mặt nhỏ cũng quá đáng yêu, tận mắt thấy vẻ mặt này một giây thay đổi hai lần. Trần Khải hồi đáp, bất quá tối hôm nay ngoại lệ, hôm nay không phải chúng ta ở chung với nhau thời gian sao, cho ngươi nghĩ. Có thật không, quá tốt rồi, ta thích ăn, ta cạc cạc thích ăn ngoại trừ tôm hùng nước ngọt, ta còn thích ăn trước ngươi làm cái kia thịt kho tàu, còn có hấp tiểu hoàng ngư, ta đều thích ăn. Đặc biệt là con cá kia, gọi là một cái ăn ngon, gọi là một cái hương. Chính là lúc trước ngươi làm cho ta cái kia ngừng lại cá, ăn ngon là ăn ngon, đáng tiếc về sau ngư thứ tạp đến ta trong cổ họng, đau quá, đến nay đều khắc sâu ấn tượng, quên không được thực sự quên không được. Trần Khải hồi đáp, yên tâm đi, buổi tối hôm nay có ngươi bình thường thích ăn tất cả đồ ăn, ngoại trừ tôm hùng nước ngọt, có cua nước, còn có ngươi vừa mới nói rõ được chưng tiểu hoàng ngư đều có cái kia có ta hay không thích uống tần tiểu ngư lời còn chưa nói hết trần khải liền vượt lên trước một bước trả lời đã đoán được tần tiểu ngư muốn nói cái gì có đều đều cũng có có tần tiểu ngư cười hì hì nói lão trần ngươi trả lời như thế nào nhanh như vậy ta lời còn chưa nói hết đâu ngươi liền nói có ngươi biết ta muốn nói cái gì sao ngươi còn có thể nói cái gì không phải liền là muốn hỏi có nãy sao phía trước đi siêu thị thời điểm mua mấy rương lớn đủ ngươi uống ô mai khẩu vị sữa chua. Ha ha ha, lão Trần ngươi như thế nào hiểu rõ ta như vậy nha, ta cảm giác ta toàn thân trên dưới một điểm tư ẩn cũng không có, ngươi đem ta sờ thấu thấu, ách ta nói là tính cách. Tần tiểu ngư, chính là nói ra, ta đằng sau câu kia không cần phải tận lực cường điệu. Trần Khải bất đắc dĩ nở nụ cười, cho nên ngươi đến cùng uống hay không? Uống, ta đương nhiên uống a, à, ta cạc cạc thích uống. Tần tiểu ngư cười hì hì nói, đúng lão Trần, ngươi có cảm giác hay không chúng ta bây giờ dạng này rất kia cái gì? Thế nào nói ra, mặc dù hai chúng ta là quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng mà ở chung một chỗ, ngươi có cảm giác hay không chúng ta? Có điểm giống cái gì kia, giống cái kia vừa kết hôn tiểu phu thê. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Trần Khải cũng là rất bội phục, Tần Tiểu Ngư, ngươi nói chuyện có dám hay không rồi trực tiếp một điểm. Ha ha ha, cái kia không có biện pháp, bạn gái của ngươi trời sinh chính là như vậy, không có cách nào, không đổi được tích. Hi 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 Tần Tiểu Ngư tiếp tục nói, hơn nữa lão trần chẳng lẽ ngươi không phải liền là thích ta điểm này sao nếu là tính cách của ta là loại kia muộn hồ lô tựa như như con cá chết nói nửa ngày đều không trở về một câu nói hờ hững cái chủng loại kia ngươi còn có thể giống như bây giờ thích ta sao chắc chắn sẽ không đúng hay không điều này nói rõ tính cách của ta vẫn là rất xuất sắc đây là ưu điểm của ta nha ngươi nói đúng không đúng cho nên a à, vì để cho ngươi càng ưa thích ta đây về sau a à, ta lời nói càng ngày sẽ càng đông đúc càng ngày càng nói nhiều bình thường ngoại trừ lúc ở nhà bao quát chúng ta ban ngày đi đến trường lên lớp, bởi vì chúng ta không tại cùng một tòa cao ốc, cũng không ở cùng một cái phòng học, nhưng có thể trò chuyện uy chắc nói chuyện phím, trước thì sao, ngươi cho ta phát một câu tin tức, ta sẽ trở về ngươi mấy câu. Hiện tại thế nào, chúng ta quan hệ phát sinh biến hóa, ta bây giờ là bạn gái của ngươi, đương nhiên nếu so với trước kia đối với ngươi càng chủ động. Về sau ngươi cho ta phát một câu tin tức, ta cho ngươi phát 10 câu tin tức. Nhưng ngươi cảm nhận được, ta đối với ngươi tràn đầy tình cảm, như thế nào, có hay không hảo, tần tiểu ngư xuất sắc nhất chỗ vậy sẽ phải nói cái này tính cách chính xác tần tiểu ngư vừa mới nói không sai chính mình rất ưa thích tần tiểu ngư loại tính cách này cái này đều không phải là dáng dấp dễ nhìn không dễ nhìn vấn đề tính cách này liền vô cùng thêm điểm đương nhiên xinh đẹp cũng là thật sự xinh đẹp chân cũng là thật sự ách kia cái gì không có việc gì trần khải hồi đáp tính ngươi nói có đạo lý cái gì gọi là coi như ta nói có đạo lý ta nói vốn là có đạo lý a ngươi có thừa nhận hay không ngươi thích ta tính cách lớn hơn thích ta tướng mạo ta thừa nhận cái gì ngươi thế mà thừa nhận trần khải vừa mới thề với trời hắn thật là theo tần tiểu ngư mà nói xuống nhưng cái này hàm hàm đầu óc thật không phải là người bình thường có thể đoán được nếu như là những nữ sinh khác mà nói nghe được bạn trai theo mình nói hẳn là sẽ rất vui vẻ a à. ai ngờ một giây sau tần tiểu ngư vậy mà trực tiếp tới một câu như vậy lão trần ngươi thế mà thích ta tính cách lớn hơn ta tướng mạo chẳng lẽ dung mạo ta không đủ xinh đẹp mặc dù ta thừa nhận tính cách của ta rất tốt có thể chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta tướng mạo so tính cách càng mát điểm sao trần khải có chút bị chọc phát cười tần tiểu ngư vậy ngươi muốn cho ta trả lời thế nào ta có phải hay không phải nói ngươi tướng mạo cùng tính cách trong lòng ta là đồng dạng điểm số đương nhiên vẫn là ngươi tướng mạo hơn một chút nói như vậy có hài lòng không hi 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 ai nha ngươi làm gì nói ngay thẳng như vậy nha làm ta đều ngượng ngùng đều thẹn thùng đâu tần tiểu ngư hì hì nói nhưng mà không sao, ít nhất ngươi rất thành thật. Phốc phốc, Trần Khải Triệt để không có căng lại, đặc biệt là vừa mới câu này ít nhất ngươi rất thành thật. Tốt, không lộn xộn không lộn xộn, Trần Khải bắt đầu xào rau, kế tiếp thời gian một tiếng, hắn xào một bàn lại một bàn đồ ăn. Mà Tần Tiểu Ngư đâu, an vị trên ghế, ngoan ngoãn, yên lặng nhìn xem Trần Khải đang xào thức ăn nấu cơm, trong nội tâm đặc biệt vui vẻ. Qua a, à, lão Trần hắn như thế nào tốt lắm như vậy, ta trẹo chân thời điểm hắn trước tiên ôm ta đi phòng y tế, cái ánh mắt kia là không lừa được người, có thể nhìn ra được, hắn rất khẩn trương ta, rất khẩn trương rất khẩn trương cái chủng loại kia. Về đến nhà về sau, là một đống lớn ta thích ăn đồ vật, như thế sủng ta sao? Này làm sao nói cái yêu thương, giống như ăn đường, cảm giác ngọt ngào. Chỉ có một mình ta là thế này phải không, vẫn là đại gia yêu đương cũng là loại cảm giác này. Tần Tiểu Ngư trong lòng nghĩ như vậy, sau đó lấy ra điện thoại di động của mình. Chụp mấy giây video, tiếp đó phát cho tiểu tỷ muội của mình Vương Gia dai, Gia dai, người buổi chiều như thế nào không có trở về tin tức ta đang làm gì đâu ngươi, muốn nói với ngươi cái nghiêm chỉnh sự tình, cũng không thấy ngươi trả lời thư, bình thường đều cơ hồ là lập tức trở lại. Một lát sau, vương gia dai mới tin tức trở về. Các con ngựa ngùng, ta hôm nay chiều có chuyện, đều tại chúng ta đạo viên, để cho ta cùng một cái đồng học đi bên ngoài làm chút chuyện, chạy một vòng lớn, mệt mỏi đều mệt chết. Điện thoại lại chỉ có 5% điện, mở siêu cấp tiết kiệm điện hình thức, cũng không dám mở lưu lượng. Cho nên không thấy ngươi phát tin tức bi chát, suy nghĩ chừa chút điện, nhận cú điện thoại thu cái tin nhắn gì không phải sao, vừa mới trở lại phòng ngủ, đã chen vào máy sạc điện, liền thấy ngươi buổi chiều cho ta phát tin tức, ta cái này không nhanh chóng trở về ngươi tin tức. Thế nào, phải cùng ta nói cái gì? Đây là gì, Trần Khải đang cấp ngươi nấu cơm sao? Ai u, cá con, ngươi cũng đừng cho ta phát những thứ này, ta đến bây giờ còn đói bụng đâu, nhà ăn người lại nhiều như vậy, không muốn đi xếp hàng, điểm chuyển phát nhanh phối tiễn đưa phí lại quá đắt, cũng quá không có lợi lắm. Cho nên chuẩn bị tại ký túc xá ăn mì tôm, kết quả ngươi cho ta xem cái này. Vương Gia Gia phát tới tin tức về sau, Tần Tiểu Ngư có chút nhìn có chút hả hê. Ha ha ha, Gia Gia nói như vậy ngươi hôm nay buổi tối muốn ăn mì tôm a. À? Trùng hợp như vậy a, à, ta hôm nay buổi tối muốn ăn tôm hùng nước ngọt, cua nước, tiểu hoàng ngư, vịt chân, cùng với thật nhiều đồ ăn ngon, còn có ta yêu nhất uống ô mai sữa chua. Tần Tiểu Ngư nói một tràng, đối diện Vương Gia Gia liền trực tiếp hỏng mất. Tần Tiểu Ngư, ngươi cái này ít nhiều có chút quá mức a, à, ngươi phát nhiều đồ như vậy, cho một cái buổi tối hôm nay ăn mì tôm, cái này thích hợp sao? thích hợp sao? Tần Tiểu Ngư lại bổ sung một câu. A à, suýt nữa quên mất, những thức ăn này còn không phải điểm chuyển phát nhanh, vẫn là bạn trai ta tự mình làm cho ta a, à. hi hi hi, ý nghĩa có thế hoàn toàn không giống. Như thế nào dai dai, ngươi có phải hay không rất hâm mộ đâu, có phải hay không rất hâm mộ ta nha? Tuyệt đối đừng hâm mộ. Bởi vì ngươi hâm mộ không tới. Tần Tiểu Ngư vừa mới lời nói này, quá làm giận, quá 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 khinh người. Cuối cùng cảm nhận được, vì cái gì trong phim truyền hình, thường xuyên hội diễn một chút phóng tránh vung thức ăn cho chó kịch bản hơn nữa nhìn loại kịch tình này thời điểm khóe miệng liền không nhịn được dương lên nguyên lai like là thật sự rất sản khoái nha cũng không biết dai dai bây giờ là cảm thụ gì là phiền muộn vẫn là rất phiền muộn hay là vô cùng phiền muộn đâu vương dai dai trực tiếp đánh chữ nói uy 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 cá con ngươi cố ý đúng không có tình chọc tức ta nha ngươi chờ đã ngươi vừa mới nói cái gì bạn trai ta đi ngươi nói gì ý của ngươi là nói Trần Khải đã là bạn trai ngươi sao? Hai người các ngươi cũng tại cùng nhau. Bây giờ là nam nữ bằng hữu quan hệ sao? Cái này lúc nào sự tình? Sẽ không phải chính là xế chiều hôm nay ngươi gửi tin cho ta lúc kia a a a a thật hay giả, ta đến cùng bỏ lỡ kịch hay gì? Tấu chương xong. Chương 447, Lão Trần đây là một cái thiên đại hiểu lầm nha. Không phải ta nói. Không phải ta nói. Vương gia gia kích động, lập tức liền gửi một tin nhắn tới, cá con, Ngươi cùng Trần Khải thật tốt lên, cho nên ngươi bây giờ là Trần Khải bạn gái hắn sao? Thật hay giả? Có thể a ngươi Tần Tiểu Ngư, Vương Gia Gia không biết xấu hổ nói, không nghĩ tới, không có ta giúp ngươi một chọi một chỉ đạo, ngươi lại có thể đột phá bước cuối cùng này, lợi hại lợi hại, tự học sao ngươi? Không đơn giản a, bất quá đương nhiên, chủ yếu vẫn là ta bình thường chỉ điểm ngươi đúng chỗ, ngươi nói đúng không? Tần Tiểu Ngư đánh chữ nói, ha ha ha, đúng vậy đúng vậy, không có Gia Gia ngươi bình thường giúp ta bày mưu tính kế mà nói, ta cảm thấy. Ta cùng lão Trần quan hệ cũng sẽ không tiến triển cực nhanh như vậy. Đi, vậy thì cái gì cũng đừng nhiều lời, như vậy đi, qua mấy ngày không phải liền là Trung thu tiệc tối sao, đừng quên ngươi đáp ứng ta, đến lúc đó mua vé máy bay, cùng Nhiên Nhiên một khối tới Ma Đô trường học của chúng ta nhìn Trung thu tiệc tối. Đến lúc đó xin các ngươi ăn bữa ngon, lại nói chúng ta cũng đã lâu không gặp. Như thế nào, không có vấn đề a. À? Vừa vặn có thể thừa cơ hội này, thật tốt cảm tạ một chút dai dai ngươi bình thường giúp ta bày mưu tính kế. Đợi đến phóng nghỉ đông thời điểm, chúng ta tất cả mọi người có rảnh, đến lúc đó ngươi tới Phụng Thiên, không đúng, đi Giang Bắc A. Bởi vì Phóng Nghĩ Đông mà nói, ta khả năng cao cùng Lão Trần tại Giang Bắc, trong nhà hắn ăn Tết, cho nên ta đến lúc đó người hẳn là tại Giang Bắc. Lúc kia, ngươi muốn ăn cái gì muốn chơi cái gì, cứ mở miệng, cam đoan mời ngươi cạch cạch ăn N thu xếp tốt, nói tới nói lui, ta tần tiểu ngư người này vẫn là rất chu đáo. Đánh xong những chữ này, tần tiểu ngư bổ sung thêm một cái biểu tình nghịch ngợm, phát tới. Bất quá đi, vẫn có điều kiện. Vương Gia Gia hồi đáp, ta liền biết. Nói đi. Hi hi hi, ta bây giờ cùng lão Trần đã là nam nữ bằng hữu, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Làm như thế nào mới có thể để cho hắn càng ưa thích ta? Ngươi sẽ tiếp tục dạy dạy ta, dạy ta như thế nào yêu đương, cái này không có vấn đề a. À? Ngươi là đại thần, ngươi nói qua nhiều như vậy yêu nhau, ngươi chắc chắn vô cùng có kinh nghiệm. Vương Gia Gia có cái rắm chó kinh nghiệm, nhưng lúc này cũng không thể nói, kỳ thực cá con, ta căn bản chưa từng yêu đương. Như vậy sao được? vậy cái này không được tại trước mặt tần tiểu ngư mất mặt a à. ngay cả các con cũng bắt đầu yêu đương mà chính mình thế mà chưa từng yêu đương vậy tại sao còn xứng đáng từ xưa tới nay một mực tại trước mặt tần tiểu ngư duy trì hình tượng ách các con cái này ngươi tính toán vấn đối người ta tối hiểu như thế nào yêu đương ngươi không phải liền là suy nghĩ ngươi bây giờ cùng trần khải cũng tại cùng nhau làm như thế nào mới có thể để cho quan hệ của các ngươi lâu dài hơn sao cảm tình càng ngày càng tốt sao cái này có thế quá dễ dàng lên giường đi Vương Gia Gia trực tiếp phát ba chữ, đơn giản thô bạo. Không thể không nói, không hổ là Vương Gia Gia, cái này cậu đầu quân sư thật là không là bình thường đầu chó. Gì? Tần Tiểu Ngư CPU trực tiếp thì làm đốt đi, nhìn xem Vương Gia Gia đánh tới ba chữ này, còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Gia Gia đang nói gì đấy, đây là gì chủ ý ngu ngốc a, à, chính mình cùng lão Trần vừa vặn bên trên, còn chưa vượt qua 6 giờ đâu, trực tiếp liền kia cái gì. Này lại sẽ không quá trực tiếp. Dạng này không phải càng làm cho lão Trần cho là mình là loại kia dục cầu bất mãn nữ sinh sao? Đại sắc nữ hình tượng đoán chừng muốn chạy không xong. Phi phi phi, gia gia ngươi tư tưởng cũng quá tà ác a, à, bẩn thiểu bẩn thiểu, ngươi thật bẩn thiểu. Cái này có gì thật xấu xa, nam nhân mà, không phải đều là động vật ăn thịt sao, chẳng lẽ các ngươi nghĩ làm Plato yêu nhau. Cái này cũng không thực tế a. À. Không nói trước Trần Khải có hay không nhận, ta xem người đầu tiên không chấp nhận chính là ngươi Tần Tiểu Ngư a. À. Phía trước ngươi không có cùng hắn tốt hơn thời điểm ngươi cũng thừa dịp nhân gia ngủ thời điểm, len lén hôn người ta. Bây giờ thật vất vả tốt hơn, vậy ngươi còn không phải đem nhân gia Trần Khải mồm mép cho gặm nát vụn. Nhờ cậy, đây không phải một chuyện được không? Ngược lại dai dai tư tưởng của ngươi thật xấu xa, xem ra sau này ta không thể cùng ngươi trò chuyện nhiều ngày, nếu không, thời gian dài ta cũng bị ngươi làm hư. Vừa mới đánh xong hàng chữ này gửi tới, Trần Khải cuối cùng một món ăn cuối cùng xào đi ra, tiếp đó múc vào trong mâm. Chuẩn bị hướng mặt ngoài trên bàn cơm bưng đi qua tầng tiểu ngư bên người thời điểm trần khải chú ý tới phản ứng tầng tiểu ngư một bộ bộ dáng có tật giật mình ngay cả điện thoại màn hình cũng không kịp nhốt sợ đến vội vàng đưa di động cổng đến đằng sau giấu đi nếu như bị lão trần nhìn thấy chính mình cùng dai dai vừa mới nói chuyện phím ghi chép vậy thật là xong con nhé, hình tượng của mình ở trong mắt hắn từ xưa tới nay hình tượng thuộc nữ nhưng là toàn bộ sụp đổ nhưng có hay không một loại khả năng cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì hình tượng thuộc nữ đâu Tầng tiểu ngư đối với hình tượng của mình có thể là có cái gì hiểu lầm, hơn nữa cái này hiểu lầm còn không nhỏ. Nhưng càng là khẩn trương, thường thường lại càng dễ dàng phạm sai lầm. Quả nhiên, Tần Tiểu Ngư vội vàng hấp tấp đưa di động hướng phía sau giấu, kết quả bị đụng đầu cái ghế chỗ tựa lưng, bịch một cái, điện thoại liền ném xuống đất. Tần Tiểu Ngư, ngươi vừa mới đang nhìn cái gì đâu, nhìn ngươi một bộ bộ dáng có tật giật mình. Không biết còn tưởng rằng ngươi vừa mới tại xem không nghiêm chỉnh học tập tư liệu đâu. Nhìn ngươi phản ứng này, chột dạ thành dạng này trần khải cho tới bây giờ không nhìn thấy tầng tiểu ngư chột dạ như vậy khẩn trương như vậy đâu thậm chí ngay cả màn hình điện thoại di động cũng không kịp quan liền trực tiếp giấu ở đằng sau thậm chí ngay cả điện thoại đều không cầm chắc liền ném xuống đất tầng tiểu ngư gặp điện thoại ngã xuống đất hơn nửa màn hình vẫn sáng mấu chốt nhất là màn hình còn hướng bên trên tầng tiểu ngư trong nháy mắt liền gấp lập tức liền từ trên ghế mặt đứng lên chuẩn bị mau đem điện thoại cầm về đem màn hình đóng lại lại đem dai dai vừa mới phát ba chữ kia xóa bỏ nhất thiết phải lập tức xóa bỏ tuyệt đối không thể để cho lão Trần nhìn thấy. Nếu không, hiểu lầm kia cũng lớn. Quay đầu lão Trần hắn nên hiểu lầm chính mình là loại kia đặc biệt sắc nữ sinh, vừa mới đi cùng với hắn, liền nghĩ cùng hắn tiến hành phụ khoảng cách giao lưu. Trần Khải gặp Tần Tiểu Ngư chột dạ như vậy khẩn trương, lập tức liền muốn từ trên mặt ghế đứng lên. Hắn lập tức liền nói, ngồi bất động, quên chính mình trật chân đúng không, mặc dù là không có việc lớn gì, nhưng Trương giáo y có thể đặc biệt dặn dò ngươi, nhường ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi, ngồi a, à, ta giúp ngươi đi nhặt điện thoại đừng a à, chính ta có thể trần khải đi thẳng tới đưa di động nhặt lên tần tiểu ngư rất gấp nói lão trần ngươi đưa di động cho ta đi ngươi đừng nhìn màn hình nha tuyệt đối đừng nhìn ta cùng dai dai nói chuyện trời đất ghi chép không thể nhìn a à, thật sự không thể nhìn nha trần khải gặp tần tiểu ngư khẩn trương như vậy thuận miệng nói đùa một câu vì cái gì không thể nhìn vẫn là ngươi cùng vương Gia dai đang nói chuyện gì liên quan tới ta nói xấu làm sao lại thế tần tiểu ngư lập tức trả lời ngươi là bạn trai ta nha ta khen ngươi cũng không kịp ta làm sao có thể cùng những nữ sinh khác nói xấu về ngươi a à? tất nhiên không nói ta nói xấu vậy thì có cái gì là ta không thể nghe lão trần ngươi đừng hỏi nữa ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi ta vừa mới hỏi gia gia chính là như thế nào mới có thể để cho ngươi càng ngày càng thích ta ta càng sẽ không nói cho ngươi gia gia trả lời là để chúng ta hai cái lên giường tần tiểu ngư cái này lời nói từ trong miệng vừa mới nói ra trần khải cũng không kịp phản ứng chớ nói chi là nhìn tần tiểu ngư nói chuyện phím ghi chép cả người hắn có chút ngây ngẩn cả người. Tiếp đó hắn đột nhiên cười, nghĩ thầm Tần Tiểu Ngư ngươi nói chuyện có muốn trực tiếp như vậy hay không a. À? Tần Tiểu Ngư theo bản năng che miệng của mình, ta nói thế nào đi ra, a à, không phải không phải không phải, lão Trần ta vừa mới nói sai rồi, ta nói lung tung, ngươi vừa mới cái gì đều không nghe thấy. Trần Khải nhìn thấy Tần Tiểu Ngư vừa mới một loạt phản ứng, đột nhiên đã cảm thấy a. À. Liền chỉ bằng vào vừa mới Tần Tiểu Ngư nói câu nói này, liền xem như đặt ở toàn bộ tình cảnh hài kịch giới, chính là loại kia chuyên môn bán khôi hài lộng tiếp một hiệu quả phim hài kịch bên trong cái này bao phục cũng là vô cùng bắn nổ cho nên hắn bây giờ cũng không cần nhìn tần tiểu ngư nói chuyện phím ghi chép là cái gì bởi vì lan nhân tự bạo không cần đến nhìn trần khải cố ý cười đúng a à, ta là cái gì đều không nghe được trần khải trả điện thoại di động lại cho tần tiểu ngư còn đặc biệt đặt ở trên tay tần tiểu ngư hơn nữa nhéo nhéo tần tiểu ngư tay đặc biệt nhấn mạnh rồi một lần ta vừa rồi cái gì đều không nghe được không nghe thấy ta một chữ đều không nghe được tần tiểu ngư cảm giác chính mình muốn xã hội tính chất tử vong hận không thể nhanh chóng đào một cái địa động chui vào song song chính mình không mặt mũi thấy người vừa mới cũng quá mất thể diện đều do dai dai cái này ra chủ ý xấu gì a à? thêm gì nữa thời điểm khó mà nói hết lần này tới lần khác ở thời điểm này nói còn bị lão trần cho thấy được không đúng chuẩn xác mà nói lão trần còn chưa kịp nhìn nói chuyện phím ghi chép là cái gì chính mình liền tự bạo nói đến có vẻ như không trách dai dai không đúng không đúng nếu không phải là Gia dai nói lung tung mà nói, chính mình làm sao lại tự bạo, cho nên chắc chắn là Gia dai vấn đề. Tần Tiểu Ngư lúc này ngồi ở trên ghế, cúi đầu, trên điện thoại di động mặt đánh chữ. Cho Vương Gia Gia phát một đoạn tin tức, Gia Gia, ngươi có biết hay không ngươi hại chết ta, sắp bị ngươi hại chết, hu hu. Thế nào, ta lại nói sai lời gì? Vương Gia Gia cũng cảm thấy có chút quan uổng. Lại nói, ta nói chính là sự thật a, à, các ngươi bây giờ đã là nam nữ bằng hữu quan hệ, sớm muộn là muốn ngủ ta nói không phải là các ngươi bây giờ cái chủng loại kia ông một đêm gì cũng không làm cái chủng loại kia ngủ là ngươi biết ý tứ ta huống chi không phải các con ngươi để cho ta giúp ngươi nghĩ biện pháp sao đây chính là biện pháp tốt nhất nhanh nhất ấm lên các ngươi cảm tình đơn giản nhất cũng là phương thức trực tiếp nhất như thế nào các con ngươi có muốn hay không suy tính một chút đâu vương dai dai đánh chữ nói ngươi còn nói sao vừa rồi nếu không phải là ngươi loạn nghĩ ý xấu làm sao sẽ bị lão trần nhìn thấy ta vừa mới có thế ném mất thể diện không phải chứ các con ta vừa mới cho ngươi phát tin tức trần khải nhìn thấy cả rồi sao vương gia gia nhanh chóng đánh chữ tiếp đó rất quan tâm hỏi còn không phải sao cho nên ngươi biết ta bây giờ có nhiều lúng túng a à. ha 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 nga ha 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 chết cười ta bụng đều nhanh muốn cười phá ai nha mẹ không được cười rút cười rút a à, bụng ta đau quá đau 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 vương gia gia trực tiếp phát một đầu giọng nói tin tức tới nàng không kềm được có thể là cười dùng quá sức bụng căng gân uy Thối dai dai ngươi quá mức a, à, cười trên nỗi đau của người khác đúng không? Trần Khải lúc này vừa muốn hô cá con ăn cơm, kết quả trước mắt hệ thống điện tử tiếng nhắc nhở liền đi ra. Tấu chương xong. Chương 448, nghĩ ngăn chặn miệng của ta vậy ngươi hôn ta a à nhất định có thể ngăn chặn. Nhất định có thể ngăn chặn. Hệ thống lúc này nhắc nhở, tích tích, Tần Tiểu Ngư vừa mới cảm xúc sinh ra ba động, túc chủ thu được một lần a à cấp rút thưởng danh ngạch cơ hội. Trần Khải trực tiếp liền mộng, quắc. Hắn vừa mới gì cũng không làm a. À tần tiểu ngư cảm xúc làm sao lại sinh ra ba động tiếp đó suy nghĩ một chút vừa mới phát sinh tình trạng các con cùng gia gia đoán chừng hàng huyên một chút tương đối cái kia chủ đề vương gia giai trần khải là biết đến mặc dù hắn không có nhìn nói chuyện phím ghi chép bất quá đại khái cũng biết các con cùng vương gia giai đối thoại đại khái là như thế nào tiếp đó tần tiểu ngư chính mình lan nhân tự bạo vừa mới vội vã cuốn cùng dáng vẻ sinh ra rung động cảm xúc cái kia cũng rất bình thường cho nên nghĩ như vậy mà nói vừa mới không hiểu thấu lấy được a cấp rút thưởng danh ngạch đây cũng là rất bình thường mặc kệ là chủ động vẫn là bị động chỉ cần tần tiểu ngư sinh ra rung động cảm xúc chính mình liền có thể thu được ban thưởng bất quá lúc này hắn còn không có thời gian để ý tới vừa mới lấy được a cấp rút thưởng tích lũy lấy a đến lúc đó tới một phát thập liên rút ban thưởng sẽ càng thêm phong phú tuyệt đối so với từng cái từng cái rút lấy được ban thưởng giá trị cao hơn nhiều lắm cái này không thể nghi ngờ trần khải trực tiếp đi tới phòng bếp bên này tiếp đó đối với tần tiểu ngư nói, đi thôi cá con, làm đồ ăn cũng đã bưng đến bên ngoài, sữa chua cũng cho ngươi từ trong tủ lạnh mặt lấy ra, chúng ta có thể dọn cơm. Cá con ngươi làm gì? cúi đầu làm gì? ngẩng đầu lên, này làm sao còn nói không nghe đâu. Dứt khoát Trần Khải trực tiếp ngồi sổng xuống, đối với tần tiểu ngư nói, cá con ngươi làm cái gì vậy, ngươi lại không làm gì sai, làm gì thấp kích thước, giống như chỉnh như không mặt gặp người, ta đều có chút không quá quen thuộc. Bình thường nhường ngươi hơi thu liễm một chút, nhường ngươi thấp một chút đầu, ngươi cũng có thể đem khuôn mặt vẽn đến bầu trời, hôm nay là thế nào? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Trần Khải trong nội tâm rất rõ ràng, Tần Tiểu Ngư bây giờ phản ứng này, tuyệt đối là bởi vì vừa mới lúng túng. Bất quá hắn biết rõ còn cố hỏi, cố ý điều khiển một chút cá con, a à ta đã biết, không phải liền là. Trần Khải đang muốn nói, Tần Tiểu Ngư liền trực tiếp đưa tay ra, tiếp đó che tại trên miệng của hắn mặt, lão Trần, không cho ngươi nói, làm mất bạc ta vừa mới. Cốt cốt cốt, ta không nói ta không nói, vậy chúng ta bây giờ có thể ăn cơm chưa? Có thể, đương nhiên là có thể, bụng ta vừa mới liền đói dẹp bụng, tần tiểu ngư lập tức hồi đáp. Cái kia ôm một cái, một giây sau họa phong thay đổi bất ngờ, vừa mới tần tiểu ngư còn cúi đầu, cảm giác giống như rất xã hội tính chất tử vong dáng vẻ, không mặc gặp người dáng vẻ. Nhưng mà rất nhanh liền diễn ra vừa ra xuyên kịch trở mặt, lập tức liền duỗi ra cánh tay của mình, tiếp đó cười hì hì nhìn xem Trần Khải. Mở miệng hô một tiếng, ôm một cái. Cá con, Ngươi cái này trở mặt tốc độ, xuyên kịch lão sinh nhìn đều phải lắc đầu a. À. Vậy ngươi đến cùng ôm không ôm đi, nâng nửa ngày cánh tay rất mệt mỏi tốt a. À. Không nói không ôm. Hi hi hi, vậy thì đúng rồi. Trần Khải hơi cong cong chân, Tần Tiểu Ngư trực tiếp liền ôm cổ của hắn, tiếp đó nhảy tới trên người hắn, một đôi chân quấn ở phía sau lưng của hắn phía trên, tiếp đó khuôn mặt tựa ở trên vai của hắn, cười ngu ngơ lấy, hi hi hi, lão Trần, bờ vai của ngươi như thế nào ấm áp như vậy nha, ta có thế nhiều dựa vào một hồi sao? Ngươi không ăn cơm đúng không? Ai nha ăn cơm là ăn cơm, ôm là ôm, đây là hai chuyện khác nhau. Cho nên ngươi dự định cứ như vậy ăn cơm. A à, cũng đúng, cái kia ôm xong lại ăn a, à, không đúng, ăn xong lại ôm a. À. Tần tiểu ngư ngồi ở Trần Khải cái ghế bên cạnh phía trên, nhưng vẫn là thoát dép lê, đem chân cùng Tiểu Diêu đặt ở trên đùi của Trần Khải, không là bình thường tiếp cận người chỉ có thể nói, nói là cái tiếp cận nhân tinh có chút quá bảo thủ rồi. Trần Khải cầm đũa lên, giúp Tần tiểu ngư kẹp mấy món ăn đến trên bàn ăn mặt cho, đây là ngươi thích ăn nhất tôm hùng nước ngọt, vừa mới ở trong phòng bếp thời điểm ta nếm một cái, hương vị hẳn là cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử a, à, xem như thế nào, ăn có ngon hay không, có làm hay không thất bại. Tần tiểu ngư còn không có ăn, nhưng vẫn là lập tức trả lời, làm sao lại làm thất bại đâu, bạn trai ta cạc cạc lợi hại, trù nghệ bỗng như vậy, làm thất bại. Không tồn tại. Lão Trần, ngươi làm tôm hùng nước ngọt là ta ăn qua ăn ngon nhất, mẹ ta làm cùng ngươi so ra, không cùng đẳng cấp, trình độ kém thật sự là quá xa. Tần Tiểu Ngư thường ngày vuốt mông ngựa, Trần Khải đem một cái tôm hùng nước ngọt vỏ tôm lột đi ra, sau đó đem thịt đút tới Tần Tiểu Ngư trong miệng mặt, sau đó nói, ăn ngươi tôm hùng nước ngọt a, liền ăn cơm đều ngăn không nổi miệng của ngươi a. Hắc hắc hắc, ngươi cũng không phải không biết, bạn gái của ngươi ta liền là tính cách như vậy, không có cách nào đi. Bất quá đương nhiên, ngươi nếu là nghĩ ngăn chặn miệng của ta, dùng tôm hùng nước ngọt chắc chắn là không được, có một cái biện pháp có thể ngăn chặn. Tần Tiểu Ngư cười hì hì nói đó chính là hôn hôn ta khẳng định như vậy có thế ngăn chặn không đúng hẳn là để cho ta hôn ngươi một cái ngươi vừa mới đáp ứng ta không phải đã nói đợi chút nữa lúc ăn cơm để cho ta hôn một chút đã nói xong không chơi xấu đâu trần khải cũng là dở khóc dở cười ngươi còn băng khoăn việc này đâu đó là dĩ nhiên ngươi đáp ứng ta cũng không thể nói không giữ lời a à. ngươi nói như vậy vậy ta cần phải hoài nghi hoài nghi tần tiểu ngư chớp chớp ánh mắt của mình tiếp đó có chút hiếu kỳ hỏi hoài nghi gì a à? Ngươi khát khao như vậy, ta đều hoài nghi ngươi vừa mới tại phòng bếp nói câu kia lên giường ấm lên cảm tình, đến tột cùng là chính ngươi nói, vẫn là Vương Gia Gia nói. Nhìn ngươi vừa mới phản ứng này, ta thế nào cảm giác không giống như là nhân gia Vương Gia Gia nói. Tần Tiểu Ngư, ngươi sắc rỗ đúng không? Ta nào có a. Tần Tiểu Ngư gặp Trần Khải hiểu lầm, thế là lập tức lấy điện thoại di động ra cho hắn nhìn một chút nói chuyện phím ghi chép. Không tin, lão Trần chính ngươi xem đi, đây chính là ta cùng Gia Gia nói chuyện phím ghi chép. Ngươi nhìn ngươi nhìn không phải ta nói đúng không là Gia dai nói không phải ta nói ta làm sao lại có xấu xa như vậy ý nghĩ đâu giống ta người thuần khiết như vậy giống ta như thế so nước lọc còn thuần khiết người a à phải không thật sự thuần khiết như thế sao này liền kỳ quái trần khải cố ý điều khản một chút ta nhớ được phía trước tại gian bắt thời điểm ta cùng người nào đó ở bên ngoài ăn đồ nướng người nào đó không phải nói để cho ta ăn nhiều một chút thận dê cứ như vậy mà nói còn nói tương lai của ta bạn gái chắc chắn chịu không được có thể Ta bây giờ bạn gái tựa như là ngươi đi. Cho nên ngươi đây là. Sử dụng một câu trần khải phía trước tại tư để hạ thời điểm, nói qua một cái nóng ngạnh để hình dung tần tiểu ngư vào giờ phút này tâm tình. Chết đi hồi ức bắt đầu công kích ta. a à, lão trần ngươi đừng nói nữa, đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn cốt a à, đó là một cái hiểu lầm. Lại nói ta lúc đó làm sao biết. Ta. À. A à nha không cho cười. Trần Khải cười nói, tốt tốt tốt, không cười không cười. Ngươi còn cười. Tần Tiểu Ngư tiếp tục nói, lại nói, giống xấu xa như vậy ý nghĩ, chắc chắn chỉ có dai dai cái kia trong đầu mới có thể nghĩ ra được. Cũng tỉ như hai chúng ta, chắc chắn đều không loại ý nghĩ này a. À. Ta kia liền càng không cần phải nói. Lão Trần ngươi nói đúng không? Trần Khải trầm mặt vài giây đồng hồ, tiếp đó cầm đũa lên kẹp lên một khối đồ ăn, tự mình ăn lấy. Hắn không có nhìn Tần Tiểu Ngư, chỉ là một bên ăn một bên tự lầm bầm nói, ngươi lại đã hiểu, làm sao ngươi biết ta không có loại này ý nghĩ. A, à. Tần Tiểu Ngư biểu lộ choáng váng, còn tưởng rằng chính mình vừa mới nghe lầm, thế là muốn cho Trần Thải lặp lại lần nữa, "Lão Trần, ngươi vừa mới nói gì?" Lặp lại lần nữa, ta vừa vặn như không nghe tin tường. "Ta sao? Ta vừa mới gì cũng không nói." "Mới là lạ." Ngươi vừa mới rõ ràng nói, ta nghe được gặp Trần Thải không thừa nhận, Tần Tiểu Ngư lập tức liền trả lời đạo. Hơn nữa ở trong lòng nghĩ, lão Trần còn nói chính mình trở mặt tốc độ rất nhanh, chính hắn giống như cũng giống vậy a. À. Phía trước một giây còn nói như vậy, chính mình thế nhưng là nghe tiếng biết, hắn nhanh như vậy liền quên chính mình nói cái gì. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, mình bây giờ đâu là lão trần bạn gái, chính mình như thế có mị lực, lại là một cái đại mỹ nữ, còn như thế thuộc nữ. Nếu là lão trần đối với chính mình một chút ý tưởng cũng không có, suy nghĩ một chút cũng phải biết không có thể. Trừ phi hắn là nam đồng, ưa thích đấu kiếm. Ta không nói gì, ngươi nghe lầm. Không thừa nhận đúng không? Tốt tốt tốt, lần sau ta chắc chắn ghi âm, cho ngươi phóng cái bẫy. 80 lượt, nhưng ngươi nghe thật hay nghe. Tần tiểu ngư hừ một tiếng, bất quá trong lòng mặt vẫn là không nhịn được muốn cười, hơn nữa còn trong lòng hợp lại. Nếu như lão Trần hắn thật sự đề cập với mình ra loại yêu cầu kia mà nói, cái kia phải trả lời thế nào, đáp ứng chứ, vẫn là đáp ứng chứ. Tần tiểu ngư tiếp tục nói, qua, lão Trần ngươi làm con cá này thơm quá nha, cảm giác so với lần trước còn hương. Ta muốn ăn cái này, muốn ăn con cá này, ngươi giúp ta chọn một phía dưới ngư thứ A, không vậy. Trần Khải hồi đáp, đi, đương nhiên có thể, con cá này vốn chính là đặc biệt cho ngươi hầm. Trần Thải cầm đổ lên, kẹp mấy khối thịt cá tới, đặt ở trong chén của mình, đặc biệt chớp chớp đâm, đem những cái kia tương đối rõ ràng lớn đâm đã lựa đi ra, còn có những cái kia tiểu ngư thứ không quá rõ ràng, nhưng hẳn là cũng không có gì. Bất quá vẫn là dặn dò một chút tần tiểu ngư, ăn thời điểm hơi chú ý một chút. Hẳn là không đâm, nhưng vẫn là tận lực chú ý một chút, đừng như lần trước ăn ngư kết quả ngư thứ kẹt tại trong cổ họng đau muốn chết. A à Nha yên tâm đi, ta mới không có đần như vậy chứ cùng một cái trên tảng đá không có khả năng trượt chân hai lần, ta cực kỳ có trí nhớ. Tần Tiểu Ngư cười hì hì gật đầu, tiếp đó a -O một ngụm, trực tiếp đem Trần Khải giúp nàng chọn tốt thịt cá đưa vào trong miệng của mình mặt. Wow, cái này thịt cá cũng quá ăn ngon đi. Như thế nào thơm như vậy nha, lão Trần, con cá này giống như cùng ngươi lần trước làm không giống nhau lắm, có loại mùi đặc biệt. Ngươi là thả cái gì bí chế gia vị sao? Quá thơm, cảm giác so vừa mới ăn cái kia tôm hùng nước ngọt còn tốt ăn. Ta còn muốn lại ăn. Trần Khải hồi đáp, "Hảo, vậy ta sẽ giúp ngươi chọn lựa." Tiếp lấy, hắn cầm đũa lên lại kẹp mấy khối thịt cá, chớp chớp đâm, tiếp đó bỏ vào tầng tiểu ngư trong chén. Trần Khải treo chọc thời điểm hết sức chăm chú, bởi vì hắn biết, tầng tiểu ngư tính cách mã mã hổ hổ, tình trạng chồng chất càng là chuyện thường, hết khả năng đem ngư thứ đều chọn sạch sẽ. Tần Tiểu Ngư một bên ăn vừa nói, "Ân ăn ngon, ăn ngon ăn ngon." Chú ý tới Trần Khải tại kẹp món ăn khác, không có ăn cá, thậm chí một ngụm cũng không có ăn. Tần Tiểu Ngư có chút tò mò, lão Trần, ngươi không thích ăn cá sao, đặt ở trên bàn ăn con cá này, như thế nào cũng không thấy ngươi động đũa nha. Ta không thích ăn trên mặt bàn con cá này, ngươi biết tại sao không? Vì cái gì, Tần Tiểu Ngư một mặt hàm hàm hỏi. Trần Khải quay đầu nhìn xem Tần Tiểu Ngư, biểu lộ gương mặt nghiêm túc, hắn nói, bởi vì ta muốn ăn ngươi Tần Tiểu Ngư con cá này a. À? Tấu chương xong. Chương 449, lão Trần ngươi liền gọi ta một tiếng lão bà a à nhờ cậy nhờ cậy. Trần Khải nói xong câu đó về sau, trong lòng hợp lại, lời nói này đã quá mập mờ a, à. cho nên không khí hiện trường hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Nhưng Tần Tiểu Ngư chính là Tần Tiểu Ngư a, khôi hài nữ họa phong vĩnh viễn đào thoát không xong. Tần Tiểu Ngư đi lên đã nói một câu, lão Trần ăn thịt người là phạm pháp. Trần Khải vừa mới uống một mụn đặt ở chính mình trên bàn đồ uống, nghe Tần Tiểu Ngư nói lời này, thiếu chút nữa thì bị bị sặc Tần Tiểu Ngư ngươi nói cái gì đó ngươi, ai nói muốn ăn thịt người, ngươi cho ta là cái gì, lão hổ sao còn ăn thịt người? Ngươi vừa mới không phải nói muốn ăn sao? Tần Tiểu Ngư đặt ở trên đùi của Trần Khải Tiểu Diêu giật giật. Tiếp đó nắm lấy y phục của hắn, cười hàm hàm nói, nhưng mà, ngươi nếu là muốn ăn ta mà nói, lòng ta cam tình nguyện bị ngươi ăn. Nhưng mà ngươi bỏ được sao? Hi hi hi, ngươi không cần nói, không cần nói gì hết, ta biết ngươi chắc chắn không nỡ lòng bỏ. Có ta như thế một cái quả vui vẻ ở bên cạnh ngươi, ngươi trân quý cũng không kịp, làm sao có thể nhẫn tâm ăn ta đây? Đúng không lão Trần? À không đúng, chúng ta bây giờ là quan hệ bạn trai bạn gái vậy cái này xưng hô có phải hay không đổi một chút, ngươi cảm thấy thế nào lão trần? Ngươi hy vọng ta về sau gọi thế nào ngươi? Vẫn là như cũ sao? Vẫn là gọi ngươi nhũ danh cái gì? Lão trần ngươi nói đi, ta nghe lời ngươi, hoặc ta giúp ngươi nghĩ một cái xưng hô. Tần tiểu ngư đem đũa để xuống, tiếp đó bắt đầu nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhìn xem trần khải hỏi, nếu không thì về sau, ta gọi ngươi tiểu khải tử A. À? Không được. Vì cái gì không được, ta cảm thấy xưng hô thế này rất tốt A. À? nghe giống thái giám tên tựa như Trần Khải Hồi đáp. Vậy ta gọi ngươi là gì? Tần Tiểu Ngư là cái lấy tên phế, phía trước ưa thích chơi một chút trò chơi, người khác lấy trò chơi nickname đều như vậy tình thơ ý họa, hoặc là đi những cái kia văn nghệ phạm. Nhưng Tần Tiểu Ngư lấy tên cũng là kỳ kỳ quái quái, đương nhiên cũng cùng tính cách có liên quan, không phải cái gì vô địch khủng long bạo chúa, chính là cùng huyễn khốc đẹp các loại, rất trung nhị trò chơi nickname. Đây nếu là ở trên mạng cùng người đối tuyến mà nói, dùng cái này ID đối tuyến, về mặt khí thế liền thua một mảng lớn ngươi cảm thấy nên gọi tên gì trần khải hỏi ngược lại tần tiểu ngư một câu phía trước ngươi có phải hay không còn gọi qua ta cái gì khác xưng hô lão cái gì tới trần khải nói tới đương nhiên chính là lão công cái chữ này nhưng hắn không có nói thẳng muốn cho tần tiểu ngư chính mình nói đi ra tần tiểu ngư nháy nháy mắt mang theo một chút nghi hoặc nhìn hắn lão cái gì ta phía trước không muốn nhúng tay vào ngươi gọi lão trần sao còn có gì chẳng lẽ ta phía trước kêu lên ngươi cái gì khác vậy ta làm sao nghĩ không ra tới đâu nếu không thì ngươi cho ta một cái nho nhỏ nhắc nhở ta nhất định có thể nhớ tới trần khải hồi đáp hảo vậy thì cho ngươi một cái nho nhỏ nhắc nhở ta hỏi như vậy ngươi đi nam nhân từ trái nghĩa là cái gì nữ nhân a thông minh cái kia bà bà từ trái nghĩa là cái gì công công a trần khải tiếp tục hỏi rất tốt đáp án đã rất gần chữ công phía trước thêm một cái lão như thế nào đọc lão công công a tần tiểu ngư nói chuyện không thông qua đại não trực tiếp liền đem ba chữ này còn nguyên nói ra, đến cùng là không tim không phổi a. À. Trần Khải biểu lộ có chút cuộc đời không còn gì đáng tiếc, về sau ngươi đừng kêu cá con, dứt khoát đổi tên a, à, gọi đần cá tính toán. Lão công công, ngươi không cảm thấy cái này trên lệch sao? Ngươi không phải nói công công phía trước thêm một cái già sao, vậy ngay cả đứng lên không phải liền là lão công công sao? Tần Tiểu Ngư cũng bị chính mình vừa mới trả lời chọc cười, phốc phốc nở nụ cười, a à vậy ta đã hiểu. Biết rõ làm sao kêu a. À? Biết vậy ngươi kêu to lên ta nghe lấy đây tần tiểu ngư biết trần khải muốn nghe chính mình gọi hắn cái gì nhưng vẫn như cũ cố ý treo chọc một chút cuối cùng nói ngươi không thích nghe ta bảo ngươi lão công công chẳng lẽ ngươi muốn nghe ta bảo ngươi tiểu công công tần tiểu ngư ngươi cố ý đúng không a nha đừng kêu nhân gia tần tiểu ngư kêu như vậy xa lại làm ha ha bảo ta cá con liền có thể rồi không phải gọi ngươi đần cá đần cá phải không cái tên này ta thích a à? về sau cứ như vậy bảo ta a à, tần tiểu ngư thật sự chính là lời gì đều có thể tiếp trần khải cũng không biết nên nói gì vốn là rất mập mờ không khí họa phong lúc nào cũng bị tần tiểu ngư khiến cho vô cùng khôi hài đem chỉnh thể bầu không khí đưa đến rất lệch ra chỗ gặp trần khải không nói gì thêm ngồi ở trần khải bên cạnh tần tiểu ngư tiếp tục la hét nói lão trần ngươi tại sao không nói chuyện nha như thế nào không tiếp tục nói nữa có phải hay không trông thấy ta thẹn thùng ta hiểu ta hiểu dù sao đối mặt người mình thích thẹn thùng có thể lý giải, ta có thể cảm nhận được tâm tình của ngươi. Hi hi hi, bất quá lão Trần ngươi cũng không cần thẹn thùng, cùng ta ngươi còn có gì ngượng ngùng? Tần Tiểu Ngư cầm đũa lên, tiếp đó kẹp một miếng ăn. Tiếp đó đối với Trần Khải nói, lão Trần, vừa mới đều là ngươi giúp ta chọn xương cá, cho ta lột tôm, bây giờ đổi ta gấp thức ăn cho ngươi ăn đi. Đây chính là bạn gái của ngươi tự mình cho kẹp đồ ăn, có ý nghĩa đặc thù, ngươi cũng không thể không ăn a. À. Trần Khải thật sự rất bội phục Tần Tiểu Ngư. Cái này miệng nhỏ không là bình thường nát a, à, cỡ nào mập mờ phạm vi đều có thể khiến cho họa phong thay đổi bất ngờ. Ăn một miếng về sau, Tần Tiểu Ngư tiếp tục nói, như thế nào ăn ngon a, à? có phải hay không cảm thấy ta làm cực kỳ ngon. Trần Khải gương mặt dấu chấm hỏi, đây là ta làm. A à nha không sai biệt lắm, hai người chúng ta là nam nữ bằng hữu, ngươi làm vậy không phải tương đương với ta làm sao. Của ngươi chính là của ta, của ta chính là của ngươi, ngay cả ta đều là ngươi, hi hi hi. Tần Tiểu Ngư tiếp tục xem Trần Khải, cho nên a à lão Trần về sau ta đến cùng nên như thế nào xưng hô ngươi đây nếu không thì như vậy đi về sau có người ngoài ở đây thời điểm đâu ta vẫn quản ngươi gọi lão trần chúng ta vẫn là cùng lúc trước một dạng bí mật liền hai người chúng ta thời điểm ngẫu nhiên ta có thể gọi ngươi một tiếng lão công nhưng chỉ là ngẫu nhiên a à. ta không có khả năng mỗi ngày gọi như vậy lão công ngươi gọi như vậy cái này xấu hổ cỡ nào nha ta sẽ ngượng ngùng ngượng ngùng trần khải nhìn xem tần tiểu ngư ngươi còn có thể ngượng ngùng sao lời gì ta làm sao lại sẽ không ngượng ngùng ta xấu hổ như vậy hướng nội thẹn thùng một người ta đương nhiên sẽ ngượng ngùng rồi đây là lời gì trần khải nghĩ thầm sáu nhìn tống nghệ tiết mục hoặc nghe tướng thanh nhìn tóc sâu các loại biểu diễn chẳng qua là đồ vui lên chân chính hài kịch còn phải là tần tiểu ngư vừa mới lời nói này khôi hài trình độ tuyệt đối mát điểm ngươi hướng nội ta nhìn ngươi vừa mới lúc nói lời này chính mình cũng nhanh không kèm được nào có a à, ta vốn là rất hướng nội được không tần tiểu ngư cười hì hì nói không trọng yếu không trọng yếu cái này để trước vừa để xuống lão trần ngươi có thể gọi ta ngư tỷ sao về sau trong nhà không có người liền hai người chúng ta thời điểm ta muốn nghe ngươi gọi như vậy mặc dù đâu ngươi vừa mới để cho ta bảo ngươi lão công nhưng ngươi không cần bảo ta lão bà đương nhiên ngươi nếu là không phải gọi không thể ta cũng không phản đối tần tiểu ngư lượn một vòng lớn nói cho cùng vẫn là muốn nghe trần khải gọi mình một tiếng lão bà nhưng nói móc nói còn hung hăng giảng giải chính mình lại không có ý này trần khải hiểu ý nở nụ cười hảo đã ngươi muốn nghe như vậy vậy ta gọi có thật không quá tốt rồi quá tốt rồi vậy ngươi kêu to lên ta nghe lấy đây tần tiểu ngư đã làm xong chuẩn bị muốn nghe lão trần quan tâm chính mình kêu một tiếng lão bà kỳ thực lão bà hai chữ này bình thường không có gì lớn bình thường không có gì lạ nhưng lão trần nếu là gọi như vậy mình tần tiểu ngư trong nội tâm cự vui vẻ còn nhớ rõ phía trước có một lần thời điểm Hai người bọn họ lẫn nhau quản đối phương gọi lão công lão bà, thế nhưng một lát quan hệ của hai người vẫn là thuần huynh đệ, trên cơ bản cũng là nói đùa chiếm đa số. Nhưng bây giờ không giống nhau, ý nghĩa cùng tính chất hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, cho nên Tần Tiểu Ngư vẫn là rất mong đợi. Thật không nghĩ đến chính là, Tần Tiểu Ngư mong đợi nửa ngày, cuối cùng Trần Khải quản Tần Tiểu Ngư kêu một tiếng, "Ngư tỷ." Đương nhiên, Trần Khải chủ yếu là muốn trêu chọc một đùa Tần Tiểu Ngư, nhìn nàng một cái phản ứng mà thôi, lão bà nghĩ lúc nào gọi tùy tiện lúc nào gọi. Tần Tiểu Ngư một mặt khốn hoặc nhìn hắn, lão Trần ngươi có ý tứ gì, ngươi kêu ta ngư tỷ là cái ý gì, vì sao không gọi lão bà? Ngươi ý gì? Không được, ngươi hôm nay phải gọi lão bà của ta. Tần Tiểu Ngư nói một chút liền kích động, tiếp đó đứng dậy, trực tiếp ngồi sổn trên ghế, sau đó nhìn Trần Khải nói, ngươi phải gọi lão bà, ta mãnh liệt yêu cầu. Tần Tiểu Ngư vẫn là tối ăn dục cầm cố túng một bộ này. Trần Khải biểu hiện càng đạm định, càng không gọi như vậy, Tần Tiểu Ngư lại càng gấp gáp, càng nghĩ nghe hắn gọi lão bà của mình tần tiểu ngư vốn là có thể không có gì ý tưởng quá lớn nhưng lúc này lập tức liền lên đầu lão trần ngươi kêu ta một tiếng lão bà có hay không hảo ta muốn nghe chờ một lúc ta có thể cho ngươi xoa bóp chân ngươi liền kêu một tiếng thôi có được hay không nha tần tiểu ngư ngươi thật là có ý tứ không phải tự ngươi nói quản ngươi gọi ngươi tỷ cũng được sao ta vừa mới không phải kêu sao ngươi bây giờ đây cũng là có ý tứ gì trần khải vừa cười vừa nói làm nửa ngày vẫn là muốn cho ta bảo ngươi lão bà ta nhớ được người nào đó vừa vặn giống không phải nói như vậy a à, Trần Khải cười. Tần Tiểu Ngư nói, a nha ta mặc kệ, ta liền là muốn nghe ngươi gọi ta như vậy, kêu một tiếng liền có thể, liền một tiếng, nhờ cậy nhờ cậy. Trần Khải hồi đáp, vậy ta suy tính một chút. Nói như vậy ngươi đáp ứng. Trần Khải mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, sau đó nhìn Tần Tiểu Ngư nói, cân nhắc, vừa mới nói là cân nhắc. Cốt cốt cốt, không quan hệ không quan hệ, vậy ngươi chậm rãi cân nhắc, Tần Tiểu Ngư cười hì hì nói, cầm đũa lên bắt đầu cho hắn gấp thức ăn kẹp một món ăn lại một đường đồ ăn, một trận biểu hiện. chờ đã, ta nói vừa vặn giống là lạ ở chỗ nào, lão Trần ngươi cố ý thay đổi vị trí ánh mắt đúng không? ngươi thật giống như còn quên một việc. chuyện gì? giả ngu đúng không? đã nói xong để cho ta hôn ngươi một chút đâu? nghĩ thay đổi vị trí lực chú ý của ta. còn thân hơn, vừa mới không phải nhường ngươi hôm qua sao? nào có, vừa rồi nơi nào hôm qua nha? vốn là chúng ta là đang nói chuyện cái đề tài này, kết quả không phải hàng huyên tới về những chuyện khác sao? không có thân. Tốt tốt tốt, Trần Khải nói. Có thật không? Vậy ta bây giờ liền hôn a, à? Tần Tiểu Ngư trực tiếp an vị tại trên đùi của Trần Khải, tiếp đó ôm cổ của hắn, tại ngoài miệng của Trần Khải hôn. Tấu chương xong. Chương 450, nhanh như vậy liền túng vừa rồi cái kia cổ chủ động Kình đi đâu rồi? Vừa rồi cái kia cổ chủ động Kình đi đâu rồi? Tần Tiểu Ngư khuôn mặt rất đỏ, lúc này ngồi ở trên đùi của Trần Khải, miệng tại Trần Khải trên môi động lên, mặc dù rất chủ động, nhưng cũng rõ ràng nhìn ra được rất khẩn trương tính cách của nàng chính là như vậy, càng khẩn trương, liền sẽ biểu hiện càng chủ động, dùng cái này để che giấu chính mình khẩn trương và chột dạ. Điểm này, Trần Khải là biết đến. Tần Tiểu Ngư tính cách chính xác rất bóng thẳng, hơn nữa chủ động, bất quá khẩn trương cũng là thật sự khẩn trương. Chừng một phút dám vẽ, Tần Tiểu Ngư lúc này mới đem miệng của mình, từ Trần Khải ngoài miệng kéo ra đi ra, tiếp đó đầu thấp xuống, có chút ngượng ngùng nhìn Trần Khải. Trần Khải nở nụ cười, thế nào Tần Tiểu Ngư, bây giờ túng, không phải mới vừa vẫn rất chủ động, lòng can đảm vẫn còn lớn sao? Như thế nào nhanh như vậy liền túng, vừa rồi cái kia cổ chủ động kình đi đâu rồi? Tần tiểu ngư cúi đầu nói, ta, ta vừa mới, ai nha lão trần ngươi đừng nhìn ta đi. Bất quá tần tiểu ngư, ta nói tới nói lui, ngươi có thể hay không trước tiên từ trên người ta xuống, ngươi dạng này tại trên người của ta ngồi, ta rất khó chịu. Vì cái gì khó chịu? Trong ngực ông ta như thế một cái mềm mềm bạn gái, chẳng lẽ ngươi không nên cảm thấy rất thoải mái không? làm sao sẽ để cho ngươi khó chịu đâu. Tần Tiểu Ngư là cái nữ sinh, cho nên khi nhiên không hiểu, đoán chừng chỉ có nam đồng bào mới có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Tỷ như tại trên đường cái lúc đi bộ, đi tới đi tới, liền thấy cái nào đó nam đồng bào cái mông hướng phía sau vểnh lên, thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng một chút, cảm giác kia có thế khó chịu. Tần Tiểu Ngư từ Trần Khải trên thân xuống về sau, ngồi trở lại đến cái ghế bên cạnh phía trên. Có thể là bởi vì vừa mới tương đối chủ động duyên cớ, lúc này còn có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền đem vừa rồi vụ này đem quên đi, lại khôi phục thành vừa rồi bộ kia bộ dáng không tim không phổi hàm hàm. Ngồi ở bên cạnh Trần Khải, cười hì hì nói, lão Trần, xem ở ngươi hôm nay buổi tối biểu hiện tốt như vậy phân thượng. Hi hi hi, không bằng đợi chút nữa cơm nước xong xuôi về sau, chúng ta ra ngoài đi loanh quanh a, ta muốn ra ngoài mua cho ngươi thứ gì? Đồ vật gì? Ta vừa mới nhìn một chút điện thoại, gần nhất quả táo bảy đưa ra thị trường, trước mắt cũng tại các đại điện thoại iPhone cửa hàng trưng bày, ta dự định mua một cái điện thoại di động tặng cho ngươi, ngược lại cũng không đắt, mấy ngàn khối tiền mà thôi. Lại nói hay là cho bạn trai ta mua, cái này tiền tiêu, ta một chút xíu đều không đau lòng. Như thế nào, ngươi có chịu không nha? Tần Tiểu Ngư biểu thị muốn mua bộ điện thoại đưa cho chính mình, kỳ thực lấy Tần Tiểu Ngư cho mình tiêu tiền trình độ mà nói, cho hắn mua một cái điện thoại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng mà, dựa theo Trần Khải đối với Tần Tiểu Ngư hiểu rõ, hẳn không phải là chỉ có cái này đơn giản như vậy. Nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? tần tiểu ngư nghiêm trang nói lão trần ngươi đang nói cái gì nha ngươi thế nhưng là bạn trai ta a à, ta cho ta bạn trai mua một cái điện thoại có cái gì ngạc nhiên sao điều kiện điều kiện gì nha làm sao có điều kiện gì đâu trần khải hồi đáp ngươi xác định bây giờ không nói đợi chút nữa nói nhưng là không còn kịp rồi a à? đừng 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 ta nói ta nói ta cái này liền nói tần tiểu ngư nghĩ thầm lão trần cũng quá giải chính mình đi cái này đều bị hắn đoán được sao không nói gạt ngươi ta quả thật có một cái nho nhỏ điều kiện, đương nhiên điều kiện này cũng không quá đáng. Đối với lão Trần ngươi mà nói, hẳn là rất dễ dàng làm đến, vài phút liền có thể làm đến. Chúng ta chờ một lúc cơm nước xong xuôi về sau, cầm chén đổ thu thập một chút, tiếp đó đi ra ngoài, đi đối diện nhà kia điện thoại iPhone cửa hàng. Ta tới đỡ tiền, mua một cái kiểu mới iPhone 7 điện thoại. Đến đổi điều kiện đi, rất đơn giản, ngươi phải gọi ta một tiếng lão bà. Quả nhiên là dạng này, cùng Trần Khải nghĩ giống nhau như đúc. Như thế nào? Yêu cầu này không khó lắm thực hiện a, à, đối với ngươi mà nói rất đơn giản a, à, hai chữ sự tình mà thôi. Hẳn sẽ không quá làm khó dễ ngươi a." À. Trần Khải nói, nghe ngươi kiểu nói này, tự hồ cũng không phải đặc biệt khó xử. Cũng không phải đặc biệt khó xử. "Hì hì ta đã nói rồi, vậy chúng ta liền nói tốt, một tay giao hàng, một tay gọi lão bà, không có vấn đề a, à, thành giao. Cái kia ăn cơm trước đi." "Không không không, không ăn không ăn, đã ăn no rồi." Tần Tiểu Ngư lắc đầu tiếp đó từ trên ghế dưới mặt tới. Lúc này cảm giác cướp đã tốt hơn nhiều, vốn là không nghiêm trọng, hơi nghỉ ngơi một hồi kỳ thực thì không có sao. Mới vừa từ trường học trên đường về nhà, sở dĩ để cho Trần Khải cổng mình về nhà, thuần túy là muốn cho hắn cổng, không phải mình không thể đi. Trần Khải cũng không hiểu rõ tình hình, lúc này gặp Tần Tiểu Ngư từ trên ghế dưới mặt tới, trên mặt đất vui sướng, trực tiếp liền điều khiển một câu, kỳ tích y học đúng không Tần Tiểu Ngư? Vừa mới không phải còn nói chân đau không thể đi sao, để cho ta cổng ngươi sao? Hi hi hi, ai nha không cần quan tâm đến những chi tiết này, đến đây đi lão Trần, ta không sao, ta có thể giúp ngươi rửa rửa bát đũa, hai người khẳng định so với một người tắm phải nhanh một chút, dạng này chúng ta liền có thể sớm ra cửa. Trần Khải bất đắc dĩ nở nụ cười, thực sự là bắt ngươi không có cách nào, tốt tốt tốt. Trần Khải cùng Tần Tiểu Ngư một khối đem trên bàn bàn ăn cơm thừa thu thập một chút, tiếp đó lấy được phòng bếp bên kia. Không ăn xong cá cùng tôm hùng nước ngọt còn thừa lại rất nhiều, bỏ vào trong tủ lạnh, buổi sáng ngày mai có thể hâm nóng ăn, mặc dù Trần Khải bây giờ tài phú rất cao, đủ để trải qua rất xa xỉ. Bất quá cũng không cần thiết cố ý lãng phí, đó là nhà giàu mới nổi thị dân tâm thái, cũng không phải chính mình một cái người trùng sinh nên có tâm thái hành vi. Thì ra như thế nào bây giờ còn là như thế nào, phải bảo trì dạng này một cái tâm tính. Trần Khải cùng Tần Tiểu Ngư ở trong phòng bếp chờ đợi một hồi, cầm chén đũa cái gì đều tắm rửa sạch sẽ. Tiếp đó đi phòng vệ sinh rửa tay một cái, Tần Tiểu Ngư từ bên trong đi ra về sau, cười hì hì nhìn xem Trần Khải nói, lão Trần, ta đã rửa tay xong, bát đũa cũng thu thập sạch sẽ, chúng ta đi thôi. Nhà chúng ta đối diện liền có một nhà điện thoại iPhone cửa hàng, còn chờ cái gì đâu, đi thôi đi thôi. Tần Tiểu Ngư vừa mới nói lời này đồng thời, Trần Khải trước mắt liền xuất hiện hai cái tuyển hạng, để cho hắn tiến hành lựa chọn. Tích tích, túc chủ phát động ngẫu nhiên tuyển hạng, thỉnh tại trong phía dưới hai cái tuyển hạng tiến hành lựa chọn, lựa chọn sau khi thành công có thể nhận lấy tương ứng ban thưởng. Tuyển hạng 1, đồng ý Tần Tiểu Ngư thỉnh cầu, bồi tần tiểu ngư cùng nhau đi đối diện tiệm điện thoại, đợi nàng tiễn đưa ngươi một bộ điện thoại di động sau đó, quản tầng tiểu ngư kêu một tiếng lão bà. Nhiệm vụ hoàn thành có thể thu được một lần A cấp rút thưởng danh ngạch. Tuyển hạng 2, trực tiếp cự tuyệt, biểu thị cũng đã rất trễ, vẫn là tất cả trở về tất cả gian phòng tắm một cái ngủ đi, ban thưởng dây cấp cơ hội rút thưởng, cộng thêm sắt thép thẳng nam xưng hào. Khá lắm, tuyển hạng thứ hai là nghiêm túc sao? Tú A, không là bình thường tú A. Hắn đương nhiên chọn cái thứ nhất tuyển hạng, không nói trước ban thưởng không khen thưởng, đó đều là thứ yếu. Mấu chốt là hắn đã vừa mới đáp ứng tần tiểu ngư, đương nhiên không thể nói chuyện không giữ lời, hơn nữa bạn gái mình mua điện thoại di động cho mình. Nói thế nào cũng là cá con tâm ý, mình đương nhiên không thể cô phụ. Tần tiểu ngư nhìn xem Trần Khải, thấy hắn ở nơi đó sững sờ ngẩn người, thế là nhìn xem hắn nói, lão Trần, còn chờ cái gì nữa nha, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, đi rồi đi rồi. Bây giờ thời gian cũng không sớm, đi trễ mà nói, vạn nhất người ta đóng cửa làm sao bây giờ, đến lúc đó muốn mua cũng mua không được, vậy cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai. Nhưng trọng điểm là, ta hôm nay buổi tối liền nghỉ nghe ngươi bảo ta lão bà nha. Tần Tiểu Ngư bước nhanh tới, trực tiếp lôi kéo Trần Khải cánh tay, tiếp đó cùng hắn cùng đi ra biệt thự này. Băng qua đường, đi đối diện nhà kia điện thoại iPhone cửa hàng. Mặc dù bây giờ đã là buổi tối, bất quá điện thoại cửa hàng còn có người tại trực ban, đi vào về sau, Tần Tiểu Ngư liền nói, ngượng ngùng, phiền phức đem các ngươi kiểu mới nhất iPhone 7 lấy ra cho ta xem một chút kiểu mới nhất iPhone 7 đúng không, tốt không có vấn đề. Sân khấu nhân viên bán hàng nói, đây chính là chúng ta kiểu mới nhất iPhone 7, giá tiền là 5.388 nguyên. Vị này nam nhân viên bán hàng là người trẻ tuổi, tuổi chừng tại 27-28 tuổi bộ dáng, đoán chừng cũng là đại học vừa tốt nghiệp không mấy năm, tới tiệm điện thoại bên trong làm tiêu thụ. Vừa rồi làm hắn chú ý tới Trần Khải cùng Tần Tiểu Ngư đi vào tiệm điện thoại bên trong về sau, hắn cũng rất thông cảm Trần Khải. Vì cái gì đây? Bởi vì người tuổi trẻ bây giờ cũng là rất điên cuồng, chỉ cần điện thoại iPhone ra kiểu mới, đại lượng người trẻ tuổi đứng xếp hàng đến mua, dù là giá cả xào đến 5, 6 ngàn, thậm chí 6, 7 ngàn. Dù cho một cái tiền lương tháng 2.000 khối tiền, cũng không tiếc hoa 2-3 tháng mua một bộ điện thoại di động. Này ngược lại là còn tốt, mấu chốt là có chút không hiểu chuyện nữ sinh, chính mình không có tiền, tiếp đó bức bạn trai mua cho mình kiểu mới điện thoại iPhone, nếu như không mua liền chia tay. Cái này iPhone 7 mặc dù vừa mới lên thành phố không bao lâu, Bất quá tiêu thụ vô cùng nóng nảy, hơn nữa trước trước sau sau, hắn đã thấy vô số tiểu tình lữ vì mua khoản điện thoại di động này mà cãi nhau náo chia tay. Cho nên nhìn thấy Trần Khải cùng Tần Tiểu Ngư đi tới, hắn cũng là có chút thông cảm. Ai, đoán chừng lại là một cái đáng thương nam đồng bào. Thời đại này đàm luận cái bạn gái thật phí tiền. Hẳn là mới học đại nhất a? Chắc chắn không lấy ra được năm nghìn nhiều khối tiền, nhưng vì không biệt ly, nam sinh này đoán chừng muốn bốn phía vay tiền. Ai, ta rất đồng tình với hắn. đương nhiên đồng tình quy đồng tình đánh gãy vẫn không thể, dù sao hắn chỉ là một cái tiêu thụ, tiệm này cũng không phải hắn mở. 5.388 giá tiền là A, bao nhiêu bộ nhớ A, mới 32 mươi 256 dê A, đắt một chút liền đắt một chút, không có gì, tần tiểu ngư nghĩ thầm, ta muốn cho bạn trai ta tốt nhất. Nhân viên bán hàng lấy một cái bản đưa cho tần tiểu ngư. Tiếp đó hắn theo bản năng đem giấy tờ cho Trần Khải, vì bạn học này, ở đây quét mã thanh toán là được rồi, tiền mặt cũng có thể. Trần Khải vẫn không nói gì, Tần Tiểu Ngư lập tức trả lời, đem giấy tờ cho ta đi, ta trả tiền. A, à, ngươi tính tiền. Ân. Ừ. Tần Tiểu Ngư một mặt khốn hoặc nhìn đối phương, sao rồi? Điện thoại di động này là mua cho bạn trai ta đó a, à, có chỗ nào không đúng sao? Nam Tiêu Thụ trực tiếp mộng bức, hắn vừa mới còn có chút thông cảm Trần Khải, còn tưởng rằng lại là một cái bị bạn gái buộc mua điện thoại iPhone, bằng không thì liền chia tay. Kết quả thằng hề lại là chính hắn, làm nửa ngày, lại là bạn gái người ta bỏ tiền mua cho hắn. Trả tiền về sau. Mới vừa đi ra tiệm điện thoại, Tần Tiểu Ngư đưa di động đưa cho Trần Khải đồng thời, giả thoáng một thương, trước gọi lão bà, ta cho ngươi thêm. Trần Khải cũng là nở nụ cười, tiếp đó tại bên tai Tần Tiểu Ngư nói, lão bà. Tích tích, tuyển hạng nhiệm vụ hoàn thành, ta cấp cơ hội rút thưởng một lần đã đến sổ sách. Tấu chương xong.